công của man hồ tử đối phó với khôi lỗi rất lợi hại, tuy bọn họ đi hết tầng 4 cũng phải tốn chút thời gian, nhưng cũng sẽ không chỉ hoãn được lâu đâu. Ý vạn huynh nói tức là chúng ta có khả năng đoạt bảo thiên ngô tử lão đạo ở phía đối diện bộ dáng tán đồng, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Còn vị lão giả gầy ốm giống lão nông kia vẫn yên lặng, không nói một tiếng nào. Vạn thiên minh thấy vậy cũng không thèm để ý, hắn biết lão giả này mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng lại tu luyện ngọc đan công thần thông không nhỏ, thực lực chân chính thậm chí còn trên thiên mộ tử. Chỉ là người này dù xuất thân chính đạo, nhưng luôn luôn đóng cửa khổ luyện, rất ít cùng người khác nói chuyện, cho nên mới có bộ dáng lạnh lùng như thế. Vạn thiên minh chỉ mỉm cười, dẫn hai người nhắm hướng màn hào quang kia đi tới. Một đạo tử khí đậm đặc chợt lóe lên rồi biến mất, màn hào quang màu trắng soạt vang lên một tiếng thanh thúy, liền bị vạn thiên minh tiện tay bổ một cái tạo nên một cánh cửa lớn, mấy người kia thừa dịp nhanh chóng tiến vào. Không lâu sau, Mấy người Vạn Thiên Minh đã biến mất vào trong màn lam quang, mà chỗ bị phá vỡ của màn hào quang lập tức trở về nguyên dạng, trả lại vẻ thanh tĩnh ban đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, đám người Vạn Thiên Minh tiến vào màn hào quang vẫn chưa đi ra, nhưng ở phía dưới đài cao lại xuất hiện thân ảnh của Man Hồ Tử, Cực Âm. Bọn Hàn Lập, Huyền Cốt cũng đi theo phía sau họ. Lão giả Nho Sam nhìn đài cao trước mặt, trong mắt có chút hưng phấn nói, cuối cùng cũng đã tới địa phương quỷ quái này, Kim Mao khôi lỗi tầng 4 thật là lợi hại nếu ba người chúng ta không đồng loạt dốc hết bán lĩnh thật sự mà ra tay e rằng cũng sẽ tốn thời gian không ít. Cực âm tổ sư sắc mặt âm trầm, bộ dáng dường như có chút buồn bực nói, hừ. Đám khôi lối kia cũng vậy thôi, nhưng cấm chế ở tầng 3 thật sự có chút khó phá, đã làm cho chúng ta mất nhiều thời gian như vậy. Nếu không đã đến sớm hơn rồi, man hồ tử nhướng mày, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn nói, cũng đã đến nơi rồi, còn ở đó nói này nọ nó làm gì, trước tiên xem đám người vạn thiên minh đã vào lấy được bảo vật hay chưa nghe xong lời này cực âm lộ ra vẻ không vui cũng không nói thêm lời nào mà lão giả nho sam thần sắc vẫn như thường cười rộ lên man huynh yên tâm ta cùng cực âm huynh dựa vào bí pháp đã dò xét qua đám người vạn thiên minh đích xác tại mấy canh giờ trước đã đi vào chỗ này đến nay còn chưa đi ra chúng ta cứ ở nơi đây chờ đợi là được rồi bởi vì cái chỗ lạnh lẽo quỷ quái này cũng chỉ có một lối ra vào duy nhất mà thôi Man hồ tử liếc mắt nhìn lão giả một cái, dường như có chút không tin nói, thật sự là chỉ có một lối duy nhất sao. Bọn chính đạo có thể từ chỗ khác mà rời đi trong khi chúng ta vẫn đứng ngốc ra ở nơi này. Lão giả vuốt tròm dâu thong thả nói, hắc hắc, điểm ấy tuyệt không có vấn đề. Cái màn hào quang màu trắng này cũng không phải là vòng bảo hộ bình thường. Mà chính là thiên cương cháo cấm chế nổi danh thời thượng cổ. Ngoại trừ lối ra đặc biệt ở nơi này, những chỗ khác tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn mà ra khỏi được chúng ta trước mắt cứ ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục một chút, sau đó hãy vào xem tình hình. Ừm, vậy cũng được man hồ tử nghe xong lời này, nhẹ nhẹ gật đầu, đến phụ cận của đài cao khoanh chân ngồi xuống. Cực âm và lão giả nho sam tập trung lại một chỗ thấp rộng nói chuyện với nhau. Hàn lập thấy hết tất cả mọi việc, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt một chút dị sắc cũng không biểu hiện ra ngoài. Đám lão quái ma đạo này, suy nghĩ cũng không tệ. Nhưng vạn thiên minh kia vừa nhìn qua cũng là người có tâm cơ thâm sâu. Bọn họ hiện tại không đi vào, nói không chừng là đúng ý của người bên chính đạo. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, nhưng lại phát hiện Huyền Cốt đang ở một mình cách đó không xa phía dưới đài cao, nhìn màn hào quang màu trắng, bộ dáng như đang suy nghĩ gì đó. Hàn Lập thần sắc chợt động, đây là cơ hội tốt để cùng với vị kia thương lượng lại lần nữa. Bất quá hắn lại đổi ý, ngẫm nghĩ Lão Ma và Man Hồ Tử kia có quan hệ, mình đối với hắn có giá trị không ít. Quá nửa là vị này cũng như cực âm tổ sư đều có chủ ý với huyết ngọc chi thù của mình. Nếu không, sao lại chọn thời cơ đánh chết cực âm là sau khi lấy được bảo vật? Hiện tại hắn mà chủ động tìm tới cửa, sẽ làm cho đối phương nhìn ra sự sợ hãi của hắn, tình cảnh sẽ càng tệ hơn mà thôi. Xem ra, chỉ còn có cách là dựa vào mưu mẹo bản thân mới được. Nghĩ như vậy, hàn lập ánh mắt nhìn huyền cốt không khỏi phát lạnh. Mà huyền cốt nọ như có phát hiện, quay đầu lại nhìn vừa lúc thấy hàn lập. Hàn Lập trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức thần sắc bình tĩnh, làm như không có chuyện gì mà hướng tới chỗ khác đi đến. Huyền Cốt nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Lập, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Lúc này, Hàn Lập đã đi đến bên cạnh cái đài cao, nhìn màn hào quang bao phủ bên ngoài chậm rãi uốn lượn. Đám người cực âm cho rằng ở tầng năm này một vị kết đan sơ kỳ tuyệt không có khả năng một mình chạy mất, bởi vậy cũng rất yên tâm, tùy ý để cho Hàn Lập tự do hoạt động ở vùng phụ cận. Một hồi sau, Hàn Lập một mình đi tới phía sau đài cao, mặt sau này màn hào quang cũng không khác so với mặt trước, vẫn là bức tường bằng đá cao lớn. Trên tường điêu khắc một ít văn tự và họa hình về một loại quái thú thượng cổ, cũng không có cái gì dị thường. Bức tường như vậy Hàn Lập ở bên trong nội điện đã thấy nhiều rồi, biết ở mặt trên đều được thiết lập cấm chế cao thâm. Muốn dùng sức phá hủy bức tường, với đẳng cấp tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không có khả năng làm được. Cho dù Hàn Lập biết rõ là đằng sau vách tường, rất có thể là nội điện thì cũng là vô kế khả thi hàn lập trong lòng mắng to đem sự chắc chắn của nội điện tạo bởi các tu sĩ thượng cổ so sánh với cái mai rùa vậy làm cho hắn tâm phiền ý loạn mà vỗ một chương trên vách đá sau đó xoay người muốn trở về phanh một âm thanh trầm muộn vang lên hàn lập vừa quay đi được ba bốn bước thân thể nhất thời khựng lại hắn chậm rãi xoay người trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin nếu là một tu sĩ bình thường nghe xong âm thanh vừa rồi có lẽ căn bản sẽ không để ý sớm mà rời đi dù sao thanh âm này nghe qua rất bình thường nhưng Hàn Lập chính là người xuất thân từ giang hồ, đối với các loại cơ quan mật thất sớm đã nghiên cứu qua không ít. Thanh âm vừa rồi lọt vào tai, hắn liền nhận ra tảng đá này có thứ gì đó. Hàn Lập có chút không dám tin, ở nơi đây khắp nơi đều có cấm chế cao thâm của các tu sĩ cổ xưa, dĩ nhiên cũng có thể có mấy thứ đó tồn tại. Hàn Lập hoài nghi mà phán đoán, đương nhiên Hàn Lập cũng sẽ không thật sự bỏ qua, hắn chỉ là trầm ngâm chốc lát, lập tức bước trở lại trước vách tường rồi đưa hai ngón tay gõ gõ mấy cái vào mấy khối đá ở phụ cận kết quả vừa nghe âm thanh vang lên từ khi ngón tay gõ vào tảng đá thứ ba thì trong lòng hàn lập trở động ánh mắt tập trung vào khối đá này trên đó có khắc một loại yêu thú có cánh con mắt màu đỏ như máu kỳ dị hình vẽ con thú này mặc dù được khắc họa không được tinh tế lắm nhưng trông rất sống động biểu lộ được vẻ cuồng bạo điên cuồng khát máu của nó hàn lập chỉ là đơn giản nhìn qua họa hình của yêu thú một chút rồi lại lần nữa gõ nhẹ vài cái lên khối đá hắn rốt cuộc vừa mừng vừa sợ khẳng định khối đá này thật ra là trống rỗng, hơn nữa bên trong giường như còn có dấu vật gì đó. chương 476, Kim Tầm Thủ Bảo, Hàn Lập cũng không có lập tức hành động, mà đem thần thức cẩn thận ra kiểm tra bốn phía, xác định cực âm lão quái thật không có dám thị mình, mới không trần chờ đưa tay ra, trên tay thanh quang chợt lẽ, một thanh trường kiếm dài chừng vài tất xuất hiện trên đầu ngón tay. Hàn Lập bình tĩnh dùng kiếm quang vạch lên trên tảng đá một vòng tròn, sau đó vung tay lên, kiếm quang liền biến mất mà tay kia rất nhanh gõ lên trên vòng tròn một cái, nhất thời xuất hiện một cái lỗ ở trên tảng đá. Hàn lập biết thời gian của mình không nhiều lắm, bởi vậy không suy nghĩ nhiều lập tức thò tay vào trong. Không gian bên trong không lớn, chỉ sơ xoáng lung tung một hồi thì đã chạm vào một vật gì đó. Hàn lập thần sắc chợt động, vật đó vừa dài, vừa tròn lại hơi mềm mềm, phảng phất giống như cây côn vậy. Nhưng khi hắn rút tay ra, mới thấy thì ra vật nọ là một quyển trục màu vàng cũ kỹ hàn lập có chút kinh ngạc đang muốn mở ra xem đột nhiên sắc mặt biến đổi lập tức đem quyển trục nhét vào trong ngực thân hình chợt lóe che cái lỗ ở trên vách đá lại làm bộ như đang nghỉ ngơi hàn lập mới vừa làm xong thì thanh âm âm trầm của cực âm tổ sư đã vang lên ở bên tai hàn lập mau trở về mấy người vi sư sắp đi vào rồi nghe xong lời này hàn lập trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc không phải nói muốn nghỉ ngơi hồi phục hay sao nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý, chẳng lẽ ba lão ma đã ý thức được có cái gì không ổn. Trong lòng nghĩ như vậy, đợi khi thần thức của cực âm biến mất khỏi vùng phụ cận, hắn lập tức xoay người đem cái lỗ hồng nọ phục hồi về nguyên trạng, sau đó bình tĩnh đi tới trước đài. Khi tới nơi, thì đã thấy đám lão ma đang thần sắc ngưng trọng đang đứng nhìn gì đó, ô sử, huyền cốt ở phía sau cũng đều có cử động tương tự. Hàn lập có chút kinh ngạc, hướng phía trước liếc nhìn một cái, sắc mặt cũng hơi đổi chỉ thấy lam quang trên đài cao đang không ngừng lập lòe, ở giữa mơ hồ chớp lên vài tia kim quang phản xạ ra. Mà xung quanh thạch đài, trong chốc lát hào quang cũng trở nên dày thêm vài tấc, bởi vì bị màn hào quang màu trắng nọ cách ly, Hàn Lập cũng không cảm ứng được có dị trạng gì phát sinh. Vừa thấy Hàn Lập đến, Cực Âm hướng tới hắn gật đầu, sau đó xoay mặt đối diện với Man Hồ Tử nói: "Man huynh, tiểu đồ đã đến rồi, chúng ta cũng nên đi thôi." không nghĩ tới kim ti tầm của vạn thiên minh có thể làm cho hư thiên đỉnh chấp lên như vậy. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đi vào xem qua vẫn là tốt hơn. Man hồ tử nghe xong, cũng không mở miệng nói gì, nhưng than hình đã hướng lên trên, dùng hành động để hồi đáp. Đám người cực âm theo sát sau đi lên, oanh, một tiếng nổ phát ra, man hồ tử đi tới trước mà hào quang, không nói nột lời liền sử dụng thiên ma công hung hăng đánh cho tan tành, kết quả màn hào quang lúc này lộ ra một lối đi rộng vài trượng, Màn Hồ Tử ngẩng cao đầu đi vào. Cực âm và lão giả nho sam thân hình nhoáng lên một cái đem Hàn Lập bao bọc ở giữa, làm cho Hàn Lập không có cách nào khác là theo vào. Huyền Cốt và Ô Sử tiến vào màn hào quang cuối cùng. Thật lạnh, Hàn Lập khi ở bên ngoài màn hào quang trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi vừa tiến vào, hắn vẫn bị hàn khí bốn phía đánh tới mà dùng mình, vội vàng đem linh khí hộ thể thi triển ra mới làm cho hơi lạnh giảm đi. Màn Hồ Tử căn bản không quan tâm đến ý tứ của người khác không thèm nhìn mà trực tiếp hướng tới giữa màn lam quang mà đi nhanh tới. Lão giả và cực âm ở phía sau thoáng nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ một tiếng mà đuổi theo sát phía sau. Nhưng cực âm hai mắt vẫn không quên nhìn Hàn Lập ở phía sau, có ý đốc thúc hắn đi nhanh lên một chút. Hàn Lập trong lòng thầm mắng cực âm tổ sư, hắn tự biết bản thân không có khả năng chạy trốn, chỉ là định đi tụt ra sau để xem qua quyển trục cất giấu trong lồng ngực rốt cuộc là vật gì dù sao vật ấy xuất hiện tại chỗ này thật sự có chút kỳ hoặc, nói không chừng đối với hắn có thể có trợ giúp. Nhưng hiện giờ cực âm tổ sư cứ một mực thúc giục nhắc nhở, làm cho tên ô sử kia hai mắt bắt đầu cảnh giác nhìn hàn lập chằm chằm, không hề rời đi nửa phần, ngay cả huyền cốt nọ cũng mang theo một tia nghi hoặc mà đưa mắt nhìn hắn. Hàn lập chỉ có thể đi nhanh hơn một chút, nhưng chỉ mới đi được vài bước, tốc độ của hắn lại chậm trở lại. Lầm này cũng không phải là ý của hàn lập, mà là lam quang ở nơi đây tỏa ra khí lạnh cực kỳ, mặc dù có màn hộ thể bên ngoài bảo hộ nhưng mỗi bước đi tới hàn lập cảm giác được thân thể lại lạnh thêm một phần chỉ ngắn ngủn vài bước mà sắc mặt đã tái nhợt hắn vội vàng phong bế hô hấp của mình sợ khí âm hàn tràn vào làm thương tổn tới phế phủ bạch linh tê mà ta đưa cho ngươi không những phòng được lửa mà còn có thể ngăn ngừa được lạnh ngươi còn chờ gì nữa mà không dùng lúc này bên tai hàn lập lần nữa lại vang lên thanh âm của cực âm tổ sư hàn lập lúc này mới chợt nhớ ra vội vàng lấy vật ấy ra một lần nữa mang theo bên hông. Quả nhiên linh tê nọ sau khi phát ra ánh sáng trắng, bốn phía nhất thời trở nên ấm áp hẳn lên. Lúc này Hàn Lập mới nhanh chóng bước tới, xem mấy người làm thế nào đối phó với khí âm Hàn này. Tu sĩ nguyên anh kỳ như Man Hồ Tử thì không cần phải nói, ba người chỉ phát xuất ra trên người một tầng hào quang hộ thể là vẫn tiếp tục đi tới phía trước như thường. Trên cổ Huyền Cốt xuất hiện một chuỗi hạt lấp lánh hồng quang, cũng không có chút lạnh lẽo nào. Về phần ô sử không biết từ khi nào đã ở phía sau hắn, trên cánh tay có một cái vòng khắc xà văn, mặt trên phóng thích ra màn hào quang màu hồng. Hàn lập nhìn đến đây, đem ánh mắt thu hồi trở về. Bởi vì đã đến trung tâm đài cao, ở nơi này có một cái tế đàn nhỏ. Trên tế đàn có bảy tám đạo kim quang đang lay động liên tục. Mà ở giữa kim quang, có một cái động lớn tỏa ra lam quang trói mắt. Hàn lập tinh thần chấn động, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ. Ở trung tâm của những đạo kim quang này có mấy con tầm lớn dài chừng vài trượng màu bích lục, miệng đang phun ra một sợi tơ vàng bằng ngón cái trực tiếp hướng vào trong động, thân thế của chúng lắc lư giật lùi về phía sau, mỗi một lần lùi như vậy đều làm cho lam quang trong động lóe lên. Mà bên cạnh tế đàn có ba người đang đứng thẳng, chính là đám người van thiên minh. Đám tu sĩ tránh đạo hiển nhiên cũng biết bọn người man hồ tử đến, nhưng ba người này cũng không có biểu hiện gì, chỉ nhìn chằm chằm vào kim quang phía trước, vẻ mặt rất khẩn trương. Man hồ tử thấy tình cảnh này, trong mắt hàn quang chợt lóe, không nói một lời khoát tay một cái, hai luồng sáng vàng hóa thành cầu vòng hướng về phía ba người nọ bắn nhanh tới. Hàn Giao, Ly Quy, Vạn Thiên Minh và Thiện Mộ Tử cùng nhìn thấy kim quang rời khỏi tay của Man hồ tử, hai người này đều lạnh lùng hô lên một tiếng. Nhất thời trước mặt một trận di động truyền đến, một đạo thanh quang và một đạo lam quang bay vụt xuống, đồng thời chặn lại đạo kim quang, bắt đầu rằng co kịch liệt. Về, Man hồ tử vừa thấy cảnh này, liền vẫy tay về phía trước, hai đạo kim quang ở phía trước liền quay về, biến thành hai thanh tiểu đao màu vàng rơi vào trong tay. Mà hai đạo thanh, làm quang nó cũng không có đuổi theo, chỉ ở tại chỗ sau khi xoay quang một lúc rồi hiện ra nguyên hình. Đó là một con tiểu dao màu trắng lớn chừng mấy trượng và một con rùa lớn trong suốt kỳ dị. Man hồ tử sau khi nhìn rõ ràng hai vật đó, thần sắc chợt biến đổi. Hàn dao của phong bà tử, ly quy của thiên duyên tử. Lão giả nho sam ở phía sau đi lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ bật thốt lên trách không được đám người vạn thiên minh lại tự đại như vậy thì ra là đem theo linh thú của hai lão quái vật kia nhưng theo ta biết hai lão quái này đối với linh thú quý trọng dị thường không biết hai người nọ làm sao mà lại mượn được cực âm tổ sư chứng kiến màn này cũng có chút hoảng sợ mặt lộ vẻ tức giận nói man hồ tử thần sắc âm trầm nói hư không phải bọn họ có khả năng lấy được mà là vạn thiên minh thân là cháu của phong bà tử thiên mộ tử lại là đồng môn sư đệ của thiên duyên tử thì việc mượn được hai linh thú này có gì là kỳ quái. Thanh dịch cư sĩ nhìn chằm chằm vào tiểu bạch giao và cử quy có chút lo lắng nói, vấn đề này có lẽ có chút khó giải quyết. Hai con súc xanh này thần thông cũng không nhỏ, dù liên hợp lại ba người chúng ta trong nửa khắc nhất thời cũng không có cách nào thoát khỏi được. Man hồ tử nghiến răng nói, thanh dịch, huyền âm. Thanh sao 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 điều cùng thiên đô thi của các ngươi còn lưu lại làm gì nữa? Mặc dù chúng không phải là đối thủ của hai con súc xanh kia, nhưng giữ chân chúng trong một lát thì vẫn có thể làm được. Chúng ta không cần đánh bại bọn người vạn thiên minh, mà chỉ cần tùy ý giết chết một con kim ti tầm là được. Nghe xong man hồ tử nói lời này, lão giả nho sam cùng cực âm tổ sư hai người nhìn nhau lộ ra vẻ mặt trần chờ. Man hồ tử liếc mắt nhìn hai người cực âm, vẻ mặt lộ ra một tia kinh thường nói, yên tâm, ta cũng sẽ cho linh thú của ta xuất chiến hợp tác cùng hai người cho đỡ phiền phức. Nghe nói như vậy, hai người lão giả nho sam cùng cực âm lúc này thần sắc mới tỏ vẻ đồng ý. chương 477, Kim Ti tầm giữ thiên thanh hoa. Nhưng không đợi lão giả cùng cực âm đem linh thú cùng yêu thi phóng ra, trên tế đài đột nhiên có dị biến. Bích lục cửa tầm ở trong luồng sáng đột nhiên run rẩy ngay sau đó kim quang toàn thân nhanh chóng ảm đạm hẳn đi. Cơ hồ cùng lúc, sợi kim ti trong miệng nó băng một tiếng, liền đứt đoạn. Không ổn, đám người chính đạo vạn thiên minh đang đứng bên cạnh tập trung toàn bộ tinh thần vào việc đoạt bảo, sắc mặt đại biến hô lên một tiếng. Nhưng không đợi bọn họ kịp đưa ra bất kỳ hành động nào, mấy con kim tầm khác cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Kim quang cũng giảm hẳn đi, kim ti của hai con cự tầm khác cũng nứt đoạn tại chỗ. Lúc này, tâm trạng của vạn thiên minh cực kỳ chán nản. Thân hình vốn dĩ đang định tiến lên nhất thời đứng ngẩn ra tại chỗ. Nhưng việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Kim ti của ba con cự tầm còn lại mặc dù vẫn còn, nhưng sau khi thiếu đi hẳn sự hỗ trợ của đồng bạn, lập tức nghe xoẹt một tiếng như bị một luồng sức mạnh cực mạnh kéo bay vào trong đại động ngay sau đó truyền lại tiếng của vật nặng đập xuống đất toàn bộ thạch đài đều rung động còn lam quang ở ngoài cửa động lập tức ảm đảm khí lạnh vốn đã giảm bớt liền tăng lên nhìn thấy một màn như vậy sắc mặt của đám người chính đạo đều trở nên khó coi còn mấy lão ma bên cực âm vốn đang định ra tay thì lúc này mặt mày quái dị trợn tròn mắt vẻ mặt đều cực kỳ đặc sắc ha 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 man hồ tử ôm bụng phá lên cười bộ dâu màu vàng dưới cằm không ngừng rung rung thể hiện một dáng vẻ cực kỳ thống khoái lúc này cực âm và lão giả nho sam đã có phản ứng cũng lộ ra bộ mặt nhìn có chút hả hê tất cả đều hướng về phía ba người thuộc phe chính đạo mà cười ha hả cứ như vậy mặt của vạn thiên minh này thêm xanh mét vì lần đoạt bảo này hắn đã hao phí biết bao tâm cơ giá phải trả cũng rất cao kết quả lại bị bọn người trong ma đạo cười nhạo điều này khiến cho tâm hỏa của vạn thiên minh không ngừng dâng lên đột nhiên hắn quay người, ánh mắt lộ ra vẻ âm hàn, chừng mắt nhìn về phía ba người cực âm. Vẻ mặt tươi cười của cực âm tổ sư và lão giả có chút ngưng trệ. Đối phương là một vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ, cho dù bọn họ đã phân thành hắc bạch lưỡng đạo, hai người bọn hắn cũng không muốn kết thâm cửu với vạn thiên minh. Nhưng man hồ tử dưới cái chừng mắt kia tuy có ngừng cười, nhưng cũng không hề khách khí trợn mắt đáp trả. Sao, vạn môn chủ muốn cùng man mỗ phân cao thấp ở đây hả? Tại hạ cũng đang muốn lĩnh giáo một chút nhau ra tam đại thần công thiên la chân công đây sắc mặt của man hồ tử tỏ rõ ý khiêu khích. Vạn thiên minh lạnh lùng chừng mắt nhìn man hồ tử một lúc, vẻ mặt cuối cùng cũng khôi phục lại sự lý trí. Đi, hắn vung tay một cái, dẫn đầu đi khỏi tế đài, ngay cả mấy sợi kim ti tầm còn sót lại cũng không thèm để ý. Chỉ gọi con bạch dao đang rằng co cùng ma đạo quay trở lại. Thần sắc của thiên mộ tử cũng rất khó coi, hắn thu hồi cử quy xong cũng nghiêm mặt đi theo sau vạn thiên minh, còn lão nông gầy ốm kia, ngoại trừ đôi mắt có chút lạnh lùng ra, biểu hiện vẫn có vẻ thong dong. Ngay cả khi hai phe tránh ma kề vai tác chiến, hai bên vẫn cực kỳ cảnh giác đề phòng lẫn nhau. Cũng may, Màn Hồ Tử tuy cực kỳ cuồng ngạo, nhưng lúc này cũng không nói câu gì khích bác đối phương, chỉ là trên mặt có nét cười nhạt mà dõi theo đám người Vạn Thiên Minh dần dần rời xa, cho đến tận khi khuất sau màn hào quang. Ta để thanh sao 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 điều ẩn nấp tại lối vào, nếu như đám gia hỏa chính đạo lại trở vào, chúng ta cũng có thể biết lão giả nho sam dõi theo bóng lưng ở đằng xa, đột nhiên nói một câu. Nếu như vậy, ta cũng phái hai con thiên đô thi tiềm phục ở lối vào. Nếu như bọn chúng đột nhiên đánh lén chúng ta, chúng cũng có thể gây ra chút cản trở cực âm tổ sư cũng lạnh lùng cười nói. Nghe xong những lời này, thanh dịch cư sĩ ngẩn người, nhưng thần sắc lập tức bình thường, không nói năng gì. Tiếp theo chỉ thấy hắn khẽ phất tay áo, một luồng thanh quang chừng nắm tay bắn ra, bay thẳng lên trời cực âm tổ sư cũng duỗi tay ném lên trên mặt đất tựa hồ như vừa vứt đi vật nào đó hai luồng khói đen liền xuất hiện tiếp theo mùi tanh hôi lập tức truyền tới hai con yêu thi cao lớn liền xuất hiện trước mặt mọi người đi cực âm tổ sư hướng về phía lối vào nghiêm nghị chỉ tay trong chớp mắt thân thể hai con yêu thi sau khi vặn vẹo uốn éo một hồi liền vô ảnh vô tung biến mất cảnh tượng này khiến cho hàn lập nhớ lại tình huống quỷ dị khi yêu thi xuất hiện lần trước sau khi khẽ dùng mình không khỏi có vài phần kiêng kỵ đối với đám yêu thi này. Bất quá, khi ánh mắt của Hàn Lập nhìn tới mấy con kim tầm vẫn còn run rẩy nằm trên tế đàn, thì không nhịn được tò mò mà bước qua xem xét. Nhưng không chờ gã bước đến thì đã có một người khác đã bay nhanh tới. Hàn Lập đưa mắt nhìn thì ra là huyền cốt vẫn luôn trầm mặc trong lòng gã cũng có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, kim thi tầm này cũng tính là kỳ trùng khó được. Nhìn kim quang của bọn chúng lúc nãy, đạo hạnh hẳn không tệ, Vạn thiên minh lại không chút đau lòng liền từ bỏ, điều này có chút cổ quái. Man hồ tử bước tới, thuận miệng hỏi. Bọn chúng đã được phục dùng thiên thanh hoa để mượn vật ấy để cao đạo hạnh lên rất nhiều, mới có thể kéo hư thiên đỉnh lên một chút. Nhưng hiện tại dược tính đã hết, đám kim tầm này xem như đã hoàn toàn bị phế đi rồi huyền cốt chỉ cha xét thoáng qua cử tầm một lát, thần sắc hồi phục lại sự lạnh nhạt trả lời. Ta nói bằng vào kim ti tầm này thì sao có thể kéo được hư thiên đỉnh? Thì ra là mượn thứ đó. Hắc hắc, lần này vạn thiên minh trộm gà không thành lại mất thêm nắm thóc man hồ tử nghe được lời nói của huyền cốt, không khỏi cười ha hả nói. Thiên thanh hoa, không ngờ vạn thiên minh tìm được thứ đó. Ta cũng đã từng nghĩ tới sử dụng phương pháp này, nhưng đáng tiếc là nhiều năm qua một đóa thiên thanh hoa cũng không tìm thấy. Không ngờ vị vãn bối của man huynh lại biết, xem ra cũng không phải là hạng vãn bối vô danh. Không biết ô mỗ đã từng nghe qua tục danh của vị này chưa cực âm tổ sư chắp hai tay ra sau lưng đi tới, bất quá hắn vừa nói đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt huyền cốt chậm rãi hỏi tại hạ chỉ là đọc qua mấy cuốn tử thư mà thôi nào có đại danh gì ô tiền bối cứ nói đùa huyền cốt nhoẻn miệng cười nhẹ giọng đáp phải không cực âm tổ sư thần sắc thản nhiên nói không biết có phải đã hết nghi ngờ hay là kiêng kỵ man hồ tử đang đứng bên cạnh cũng không tiếp tục truy vấn mà quay người đi tới đại động kia cúi đầu xem xét lam quang trong động khiến cho khuôn mặt của hắn ánh thành màu lam nhìn qua trông thật quỷ dị hàn lập đứng một bên chăm chú nhìn trong lòng có chút bội phục công phu ẩn nhẫn của huyền cốt hắn có thể đối mặt với cực âm thần sắc vẫn như thường gọi đối phương là tiền bối xem ra tâm tính của huyền cốt lão ma này thật đáng sợ nhưng nói đi cũng phải nói lại đám người ở đây ngoại trừ ô sửu ra cũng có ai tử tế đâu người nào cũng là lão hồ ly sống hơn mấy trăm năm ai cũng đều gian trá dị thường hàn lập đang buồn bực ngẫm nghĩ thì nghe thấy lão giả nho sam nói nếu đám kim ti tầm này đã không sử dụng được vậy thì diệt hết đi cho xong, để lại làm gì cho chướng mắt nói xong, bàn tay của lão giả phất một cái, một đoàn viên cầu màu xanh xuất hiện trên tay, bắn về phía đám cự tầm đang dở sống dở chết kia. Khoan đã, đám kim ti tầm này vãn bối cảm thấy rất hứng thú, cứ để cho vãn bối xử lý. Hàn lập hít mắt nhìn qua ba con cự tầm, trong lòng đột nhiên chợt động, xông tới lão giả nói. Ngươi muốn thứ này, toàn bộ đạo hạnh của chúng không những bị phế, hơn nữa cũng không sống được bao lâu lão giả nho sam lộ rõ một tia bất ngờ cùng vẻ nghi hoặc nói tại hạ luôn có hứng thú đối với kỳ trùng nếu như còn chưa chết tại hạ muốn trước tiên lưu lại để nghiên cứu rồi mới tính mong tiền bối có thể thành toàn mặt hàn lập mang theo vẻ tươi cười chắp tay nói nghe những lời này của hàn lập lão giả nho sam cũng không lập tức trả lời hàn lập mà cẩn thận đánh giá gã một lần nữa sau đó trên mặt lộ ra thần sắc do dự điều này khiến cho hàn lập có chút nao nao trong lòng không biết đối phương có dụng ý gì. Khổ, xuất thân của lão phu năm đó cũng là tán tu, tự nhiên biết tán tu kết đan kỳ không thể bì được với đám tu sĩ đồng cấp của các đại môn đại phái, đích xác bình thường có nhiều điểm quẫn bách, vậy thì cứ thu lấy đi. Lão giả nho sam lắc lắc đầu xong, có chút cảm thán nói. Hiển nhiên hắn muốn suy nghĩ có gì sai lầm hay không. Hàn lập nghe xong, trong lòng biến thành xem thường, nhưng trên mặt vẫn chỉ có thể thuận thế làm ra vẻ xấu hổ, luôn miệng cảm ơn sau đó gã lấy ra một túi đựng linh vật còn trống, đem ba con kim ti tầm thu vào bên trong. Nhìn bộ dáng của chúng, bị vứt đi đồng thời bị vạn thiên minh xóa đi thần thức nhận chủ lúc ban đầu. Bởi vậy không chút lực giãy dụa bị hàn lập thu vào trong túi. Hàn lập, đừng làm loạn mọi việc lên nữa. Nhanh phóng huyết ngọc chi thù ra, ta muốn xem nó rốt cuộc là linh thú cấp mấy. Đến lúc cần thiết hỏa mãng của ta sẽ có sự phối hợp nhất định. Một lần là thành công ngay. Cực âm sau khi nhìn vào đại động một lát, cũng không cần quay nói với Hàn Lập, trong mắt mơ hồ phát ra vẻ cuồng nhiệt. Nghe xong lời này, Hàn Lập cho mày bước tới, còn hai người thanh dịch cư sĩ và man hồ tử nghe những lời đó, không hẹn mà cùng liếc nhìn Hàn Lập. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể kéo ra được hư thiên đình. Vi sư tuyệt đối không bạc đãi người cực âm xoay người lại, khuôn mặt đầy vẻ hiền lành nói với Hàn Lập, sợ gã không tận lực làm việc. Nhưng khi Hàn Lập nghe được những lời này vào tai, lại cảm thấy một trận lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng chương 478 thủ bảo, Hàn Lập sẽ không đem những cảm thụ này lộ ra trên mặt, mà chỉ bước vài bước tới bên động, đưa mắt dò xét bên trong. Kết quả sau khi nhìn xuống, trong lòng Hàn Lập tràn ngập sự kinh ngạc. Độ sâu của động này không sâu như trong tưởng tượng của gã, chỉ khoảng 2-30 trượng mà thôi. Dựa vào tu vi kết đan kỳ của gã, cũng có thể nhìn thấy rõ dưới đáy động có một luồng lửa màu lam đang thiêu đốt. Bên trong luồng lửa màu lam đó, mơ hồ có vật gì đó màu đen đang chớp động xem ra đây chính là hư thiên đỉnh đại danh đỉnh đỉnh rồi nhưng sâu trong thân thể hắn có thể cảm nhận được từ trong động có một luồng kỳ hàn lạnh đến thấu xương nếu như không phải có linh tê ngăn cản hơn quá nửa cỗ hàn khí kia sợ rằng chỉ cần cúi nhìn một cái liền bị cỗ hàn khí kia đóng băng tại chỗ dưới đáy động rõ ràng là ngọn lửa màu lam đang lay động nhưng tản mát ra lại là một cỗ kỳ hàn trong lòng hàn lập cực kỳ ngạc nhiên nhưng gã chỉ nhìn qua luồng lửa màu lam kia một chút lập tức xê đã Ảm thấy trong đầu có một trận mê muội, vội vàng hoảng sợ thu ánh mắt lại, đồng thời đứng thẳng lên. Thế nào, đó là Kiền Lam băng Diễm, chính là trí âm trí hàn chi hỏa. Đừng nói là tu sĩ kết đan kỳ, ngay cả mấy lão già Nguyên Anh kỳ bọn ta cũng không dám chạm vào dù là một chút. Chỉ cần bị hàn Diễm này đốt một chút, ngay cả Nguyên Anh cũng sẽ dễ dàng bị luyện hóa. Theo truyền thuyết thì lửa này không phải là vật có thể có ở thế giới của chúng ta cũng không biết đám thượng của tu sĩ kia làm sao lại có thể tìm được vật này cực âm tổ sư đứng cạnh hàn lập, cũng nhìn chằm chằm vào vật ở trong động, chậm rãi nói. Nguyên Anh cùng có thể luyện hóa, hàn lập vừa nghe những lời này, hít sâu vào một hơi lạnh. Nhưng sau đó, thân sắc của gã đã hồi phục lại sự bình tĩnh. Nếu không phải như vậy, hư thiên đỉnh đã sớm bị người khác lấy mất, sao còn có thể lưu lại nơi này cho đến bây giờ. Tuy kiền làm bang diễm rất nguy hiểm đối với tu sĩ bọn ta, nhưng vẫn có vài vật mà nó không thể thiêu đốt được. Ví như kim ti của kim ti tầm, thù ti của huyết ngọc chi thù cùng với hai con hỏa mãng đặc biệt của ta. Hiện tại đem huyết ngọc chi thù của ngươi ra đây, để bọn ta xem lại một lần cực âm tổ sư dung khẩu khí không cách nào cực tuyệt mà ra lệnh. Dưới cái nhìn chằm chằm của cực âm cũng như của man hồ tử và lão giả đang đứng phía sau, Hàn Lập không dám có chút trì hoãn mà đưa tay vỗ vào túi linh thú đang đeo bên hông, một đạo bạch quang từ miệng túi bay ra ngoài, xoay quanh một vòng rồi rơi xuống phía trước mặt mọi người. Ánh sáng chấp một cái, thân hình không lớn lắm của huyết ngọc chi thù hiện ra. Nhìn thấy trước mặt có nhiều người, hàm răng trong miệng nó nghiến chặt, ánh mắt tràn đầy định ý nhìn mọi người. Đám người man hồ tử cũng không để ý đến điều này, mà tập trung chăm chú nhìn linh thú này với ánh mắt như đang nhìn chân bảo. Hắc hắc, con huyết ngọc chi thù này lớn như vậy, xem ra đã là yêu thú cấp 4 đỉnh phong, đang chuẩn bị đột phá lên đến cấp 5 rồi việc đoạt bảo lần này đã có hy vọng lớn. Man Hồ Tử vừa nhìn thấy sự xuất hiện của con huyết ngọc chi thù, thần sắc không khỏi chấn động, có chút kinh ngạc nói. Hắc hắc, luận về thực lực huyết ngọc chi thù của tiểu đồ so với một số loài man hoang dị trùng, có lẽ nó không sánh kịp. Nhưng luận về việc đoạt hư thiên đỉnh, yêu thú này là lựa chọn tốt nhất cực âm cũng trợn tròn mắt nhìn huyết ngọc chi thù, ánh mắt phát ra vẻ hưng phấn nói. Ô huynh nói chính xác, hơn nữa đẳng cấp của huyết ngọc chi thù này cao hơn nhiều so với yêu thú kim ti tầm vừa rồi. Cho dù chỉ một con, cũng hơn hẳn một bầy kia lão giả nho sam cũng mang theo sắc mặt vui mừng mà nói, cuối cùng thì việc đoạt bảo hiện tại đã không còn là việc vớt trăng dưới hồ nữa rồi. Chúng ta bắt đầu hành động thôi, nếu không, để lâu sẽ sinh biến. Hàn lập, lệnh cho huyết ngọc chi thù của ngươi phun ra thủ võng, bao bọc lấy hư thiên đỉnh đi. Sau đó, đợi một lát rồi lệnh cho nó dùng lực kéo. Ta cũng lệnh cho hai con hỏa mãng nghiệp lực cùng huyết ngọc chi thù đã nhìn thấy huyết ngọc chi thù không có bất kỳ vấn đề gì, cực âm tổ sư không chút khách khí ra lệnh cho Hàn Lập. Vâng, tuy trong lòng không tình nguyện, nhưng ngoài miệng Hàn Lập cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Hai người các ngươi qua bên cạnh tế đàn, một lát nữa khi kiền lam băng diễm mà hư thiên đỉnh mang theo lên đến gần cửa động, dựa vào tu vi của các ngươi căn bản không thể chịu được nó. Về phần tiểu đồ Hàn Lập, lát nữa phải phiền thanh huynh bảo vệ giúp cực âm tổ sư hướng về phía ô sử và huyền cốt lạnh lùng phân phối, rồi hướng về thanh dịch cư sĩ cười nói. Nói hay lắm, vì bổ thiên đan trong hư thiên đỉnh kia, thanh mỗ tuyệt đối sẽ không để hàn tiểu hữu gặp bất kỳ chuyện gì lão giả hắc hắc cười đáp ứng. Ô sử và huyền cốt ngoan ngoãn bước xuống tế đàn, lùi về sau mấy bước mới dừng lại. Nhìn mấy lão ma như cọp đang rình mồi, hàn lập thở dài một tiếng, hướng về phía huyết ngọc chi thủ ra lệnh, nhất thời một đạo thủ võng màu trắng nhũ phun ra, hóa thành một đạo bạch quang bay vào phía trong động. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy mà thôi. Hy vọng sau khi đoạt được bảo vật, cực âm tổ sư cũng như mấy lão ma khác vì thể diện mà không qua cầu rút ván, tha cho gã một con đường sống. Như vậy đợi khi huyền cốt ra tay đối phó với huyền âm, gã mới có thể đục nước béo cỏ có cơ hội xoay chuyển. Về phần hư thiên đỉnh có thể lấy ra được không, Hàn Lập không chút quan tâm. Bởi gã rất hiểu, vô luận đoạt bảo thành công hay không tình cảnh cũng không thay đổi chút nào trong lúc hàn lập đang âm thầm tính kế ở trong lòng cực âm tổ sư đã đi đến trước mặt gã đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một cái túi linh thú màu đen chỉ thấy hắn cầm miệng túi trúc xuống dưới nhẹ nhàng rung một cái không quang chợt lóe trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện hai con cự mãng đỏ như lửa dài chừng bốn năm trượng hai con quái mãng này toàn thân toàn là lân phiến đỏ như lửa phần bảy tấc dưới đầu có một vòng hoa văn quái dị hình tròn bốn con mắt lóe hồng quang, phảng phất như có ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong. Cực âm đợi hỏa mãng duỗi hết thân một cách thoải mái trên mặt đất xong, liền lập tức phất ống tay áo, ngón tay giấu trong liền búng một cái. Hai viên dược hoàn màu đen bay ra, hai con cự mãng vùng đầu cực kỳ linh hoạt đớp lấy dược hoàn, nuốt vào trong bụng. Đi cực âm không khách khí chỉ về hướng đại động, hai con hỏa mãng nghe vậy, từ từ trườn tới gần cửa động. Cực âm thấy vậy, thần sắc trịnh trọng, hai tay bắt ra một pháp quyết cổ quái, miệng phát ra một tràng chú ngữ khó hiểu, phảng phất như đang thúc giục bí thuật nào đó. Một màn kinh người liền xuất hiện, dưới sự thúc giục của chú ngữ, hồng quang của hỏa mãng chợt chuyển, lân phiến biến thành màu hồng đen, hơn nữa tinh thần phấn chấn, lắc đầu và vẫy đuôi. Phanh, phanh, hai tiếng truyền tới, hai cái đuôi của hỏa mãng cắm mạnh xuống mặt đất ở gần cửa động, như một lưỡi dao sắc bén, cắm sâu xuống dưới vài trường. Tiếp theo nửa người còn lại của bọn chúng hướng về phía trước, thân thể dài ra như không xương, thoáng một cái đã chui vào bên trong động. Nhưng đuôi của bọn chúng vẫn vững vàng bất động cắm ở bên cạnh cửa động, xem ra hoàn toàn đã biến thành hai sợi dây thừng màu hồng đen. Trong khi Hàn Lập còn đang trợn mắt há hốc miệng, hai sợi dây thừng giật giật một cái. Cực âm tổ sư trông thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, hai tay nắm chặt vội vàng hướng về Hàn Lập, lớn tiếng hô. Tốt rồi, bọn chúng đã cắn được hư thiên đỉnh, nhanh lệnh cho chi thủ của ngươi dùng lực kéo lên. Hỏa mãng tuy đã ăn đan được của ta, cũng chỉ có thể chống đỡ một lát với kiền lam băng diễm, có thể thành công hay không chính là nhờ vào con chi thù của ngươi. Cực âm tổ sư nói ra một tràng xong thần sắc mơ hồ lộ ra một vẻ dữ tợn. Hàn lập thấy vậy, hư lạnh một tiếng trong lòng, đoạt bảo thành công, càng có khả năng mất mạng, không thể thành công, ta mới còn vui vẻ được một ít hàn lập không can tâm, chửi thầm vài câu. Nhưng gã vẫn miễn cưỡng thúc giục huyết ngọc chi thù bắt đầu phát lực lôi kéo về phía sau. Bởi vì bên cạnh gã, Man hồ tử và lão giả nho sam kia như hổ rình mồi, chú ý nhất cử nhất động của gã, nếu như có ý định làm việc một cách qua loa, sợ là không thể nào qua được mắt của hai lão hồ ly này. Dưới sự thúc giục bất đắc dĩ của Hàn Lập, sợi tơ nhỏ màu trắng nhũ gần như trong suốt lập tức căng ra, huyết ngọc chi thủ bắt đầu từ từ di động lôi kéo về phía sau. Đồng thời hai sợi dây thừng màu hồng đen ở phía cửa động cũng bắt đầu vặn vẹo co rút lại. Một trận oanh đùng đùng vang lên, tiếp theo cả tế đàn bắt đầu chấp động. Lam quang trong động lóe lên từng trận, làm hàn lập hoa cả mắt, khiến gã không khỏi phải nhanh chóng nhắm mắt, tạm thời tránh được ánh sáng. Nhưng huyết ngọc chi thù kia lại dường như không bị ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục dùng sức lôi kéo về phía sau. Tốt, hư thiên đỉnh kia đã lắc lư rồi thanh dịch cư sĩ nhìn thấy một màn này, trên mặt mang theo vẻ khẩn trương, thì thào thấp giọng nói. Hiển nhiên hư thiên đỉnh kia cực kỳ nặng, cho dù huyết ngọc chi thù và hai con hỏa mãng đồng thời phát lực, chiếc đỉnh vẫn chỉ là lay động không ngừng dưới đáy động mà thôi, qua một lúc lâu cũng không thấy bị kéo lên. Cực âm tổ sư lại không hề lộ ra vẻ bối rối, mà sau khi trầm ngâm một lát, mở miệng phun ra hai ngụm tinh khí màu đen thui, bám ngay lên trên thân thể của hai con hỏa mãng. Sau đó hắn ta xông về phía man hồ tử, dồn dập nói. Man huynh, phiền huynh đem cuồng bạo chi thuật gấp lên trên huyết ngọc chi thù. Pháp lực của tiểu đồ không đủ, không cách nào thi triển pháp thuật này. Yên tâm, cứ để ta man hồ tử tựa hồ sớm đã đoán trước được việc này, lập tức đáp ứng. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào huyết ngọc chi thù, miệng lẩm nhẩm không ngừng, trong chốc lát trong miệng mơ hồ lộ ra hồng quang. chương 479, Khứ Nhi Phục Phản, Phi, man hồ tử hét lớn một tiếng, huyết hồng trong miệng hóa thành một cột sáng bắn ra, đánh lên trên thân thể huyết ngọc chi thù. Phốc một tiếng, cột sáng chạm vào thân thể huyết ngọc chi thù, nhất thời nổ tung ra. Một mảng lớn huyết vụ bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía, trong nháy mắt bao trùm lên linh thú. Huyết ngọc chi thù phát ra tiếng ti ti, có vẻ nôn nóng bất an, phảng phất như bị kích thích. Hàn lập nhìn thấy cảnh đó, âm thầm tức giận, cuồng bạo chi thuật vừa nghe danh xưng của pháp thuật này, liền biết là ma đạo bí thuật, khẳng định là có mang theo cả hậu hoạn. Mấy lão ma này căn bản không cần nói qua với hắn, không chút do dự mà làm, không hề suy xét tới hậu quả do thuật này mang lại cho huyết ngọc chi thù xem ra bọn hắn nguyên vốn không xem một gã tu sĩ kết đan kỳ ra cái gì cả. Mặc dù tâm lý đã sớm có dự liệu đến tình cảnh này, nhưng thực bị người ta đối xử như thế, sắc mặt của Hàn Lập cũng trở nên có chút khó coi. Lúc này, huyết vụ đã bị huyết ngọc chi thù hấp thu gần hết. Thân thể vốn như thủy tinh trong suốt của linh thú hoàn toàn biến thành màu máu đỏ, phảng phất như một viên tinh hồng bảo thạch cực đại. Đây là, Hàn Lập vừa trông thấy màn biến hóa của huyết ngọc chi thù, lập tức nghĩ tới tình huống phát điên của con huyết ngọc chi thù lần trước trong động quật dưới đất ở thiên nam. Cả người cũng thành màu đỏ hồng như máu tươi, đây đúng là bộ dạng khi bạo nổ của huyết ngọc chi thù. Hàn lập có chút lo lắng, thần thức đảo qua một cái, cảm nhận được ý nghĩ cuồng bạo, tựa hồ có chút giống như mất cả lý trí. Hàn lập trong lòng cả kinh, đang muốn mạnh mẽ chấn an huyết ngọc chi thù thì man hồ tử đứng bên cạnh lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Lo lắng làm gì, nhanh kêu huyết ngọc chi thù của ngươi kéo đi. Cuồng bạo chi thuật này có hạn chế về mặt thời gian, man hồ tử chừng mắt quát. Hàn Lập nghe xong những lời ấy, không khỏi âm thầm bực tức, nhưng cũng chỉ có thể khiến huyết ngọc chi thù tiếp tục phát lực. Cũng may huyết ngọc chi thù tuy tiến vào trạng thái cuồng bạo, nhưng đối với mệnh lệnh của chủ nhân vẫn là nghe theo. Lúc này một trận huyết hồng quang trong mắt lóe lên, mấy chiếc chân nhọn đồng thời cào mạnh xuống, thù thi căng thẳng dần dần từng chút một được kéo về phía sau một trận chấn động còn mạnh hơn lần trước ba phần xuất hiện, nương theo đó là vài tiếng sấm từ bên trong động phát ra. Nhìn thấy cảnh đó, trên mặt đám người man hồ tử cơ hồ đồng thời hiện lên vẻ vui mừng. Tiếp đó, một cỗ lam quang trói mắt đột nhiên từ trong động bắn mạnh ra ngoài, trực tiếp bắn lên cao hơn 10 trượng so với tế đài. Trong nháy mắt hàn lập cảm thấy lạnh lẽo cả người, tiếp đó lại là ấm áp. Một đạo quang cháo màu xanh lập lòe đang bao lấy gã vào bên trong. Hàn Lập sửng sốt một lúc mới phát hiện là lão giả nho sam kia đem bảo quang trên người phóng đại lên vài lần, khiến gã cũng được bảo hộ vào trong đó. Cẩn thận một chút, khi hư thiên đỉnh được kéo lên, sẽ bạo phát ra hàn lưu lợi hại gấp mấy lần so với lúc trước. Ban đầu khi việc bất ngờ này phát sinh, không biết đã khiến cho bao nhiêu tu sĩ không đề phòng ăn phải quả đắng lão giả thần sắc trịnh trọng, lẩm bẩm nói. Theo như nội dung nói thì người nghe ở đây chắc hẳn phải là Hàn Lập, nhưng ánh mắt thì căn bản không hề liếc sang phía Hàn Lập cái nào mà chỉ nhìn chằm chằm không buông hướng về phía trong động lúc này thanh dịch cư sĩ tựa như dị thường khẩn trương hàn lập nghe xong những lời ấy tâm trạng ngẩn ngơ lẽ nào trước đây có rất nhiều người đã thử kéo hư thiên đỉnh lên mà không thành nói như vậy sao vẫn thất bại mặc dù trong lòng có loại nghi vấn này nhưng hàn lập cũng biết hiện tại không phải là lúc hỏi gã chỉ có thể quay mặt lại một lần nữa nhìn kỹ tình hình ở giữa tế đàn hiển nhiên hư thiên đỉnh rất nặng hai con hỏa mãng có dùng toàn lực vẫn chỉ là hơi co rút lại một chút mà thôi. Lam quang trong động càng ngày càng trói mắt, lúc này không cần nói đám người cực âm, ngay cả hai người ô sử và huyền cốt ở dưới tế đàn cũng nhìn chằm chằm không hề nháy mắt. Chỉ là hai tay ô sử nắm chặt, mặt đầy vẻ hưng phần và tham lam. Còn ánh mắt của huyền cốt lại lộ rõ vẻ phức tạp, vừa có chút mong chờ, cũng có chút trần trừ. Mắt thấy hư thiên đỉnh từng chút từng chút một bị kéo lên. Ngoại trừ tiếng kèn kẹt phát ra từ trên tế đàn, những người khác đều ngưng thần đến nít thở nhìn vào trong cửa động Hàn lập lại không hề nhìn về phía đó Mà có chút lo lắng nhìn huyết ngọc chi thù của mình Cho dù hư thiên đỉnh kia có tốt đến mấy Cũng không có khả năng rơi vào trong tay gã Huyết ngọc chi thù thì lại do tự tay gã tận tâm nuôi dưỡng mà thành Lần chú ý này của gã lại có phát hiện bất ngờ Thù ti nguyên có màu trắng nhũ không biết từ lúc nào lại xả ra một tầng lam mang nhàn nhạt, nhạt Mặc dù hết sức yếu ớt Nếu không xem kỹ thì căn bản không cách nào phát hiện ra nhưng đích xác không phải là màu của thủ ti. Hàn lập sinh ra nghi hoặc trong lòng, đang muốn quan sát kỹ hơn nữa thì vang lên một tiếng rắc từ phía đằng sau mọi người truyền lại. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lúc này đám người trên tế đàn đều yên lặng không nói, tự nhiên khiến cho thanh âm càng to hơn bình thường. Đầu tiên Hàn lập cả kinh, sau đó âm thầm vui mừng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Thanh âm nghe thấy chính là thanh âm do vòng bảo hộ bị người khác xé ra một cách thô bạo, hơn nữa phương hướng chuyển đến cũng là chỗ bậc đá đi lên tế đàn đám người man hồ tử đương nhiên cũng nghe thấy thanh âm này. Lúc này, sắc mặt man hồ tử khẽ biến, quát to một tiếng, sau đó vỗ vào túi linh thú ở bên hông, một đạo hoàng quang bắn ra. Sau khi hào quang tụ lại, một con linh thú có hình dáng như con báo đốm xuất hiện trước mặt. Thân thể con báo này không chỉ to gấp mấy lần so với báo bình thường, hơn nữa, ở trên chắn còn có con mắt thứ ba, ẩn tàng trong đó có sắc vàng chấp động. Còn lão giả nho sam thì quay người lại, hàn quang trong mắt chợt lóe, lạnh lùng nói là đám người vạn thiên minh tới thanh sao 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 điều của ta cùng yêu thi của ô đạo hữu đã bị diệt rồi bọn chúng quả nhiên lo lắng chúng ta đoạt được bảo đã quay lại để chém giết tận lực trì hoãn thêm một lát thời gian nữa hư thiên đỉnh tuy đã kéo lên được một nửa nhưng càng đến nửa động thì lực hút lại càng lớn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể kéo ra khỏi động được mặt cực âm tổ sư bao phủ hàn ý nhưng không có lộ ra thần sắc kinh hoàng đám người chính đạo đi rồi lại quay về tựa hồ đã sớm nằm trong dự liệu của hắn cứ như lời ô huynh nói đi, lão giả biết đại chiến sắp diễn ra, câu trả lời cũng hết sức dứt khoát gọn gàng, múa hai tay áo một cái, một đám thanh quang rũng mãnh bay ra, là hơn trăm con thanh sao 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 điều to bằng con chim sẻ. Đám chim này chỉ to bằng nắm tay, nhưng là linh điểu có mỏ sắc cánh cứng, từng con từng con bay lơ lửng không tiếng động trên đầu lão giả, xem ra thanh thế thật không nhỏ. Cực âm tổ sư đứng bên cũng hai tay bắt quyết, trên người tràn đầy hắc khí đen như mực, đợi ma khí lần nữa tan vào không trung, bốn chung quanh xuất hiện 14, 15 con yêu thi, toàn thân là thiết giáp. Man hồ tử thì lạnh lùng nhìn hai người, không hề nói năng gì. Ô sử ở phía dưới cũng vội vàng bước vài bước tới gần tế đàn hơn, thần sắc lộ ra có chút bất an. Con người huyền cốt chuyển động vài lần, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không biết là đang suy xét vấn đề gì. Hàn lập nhìn thấy hành động này của huyền cốt, liền cho mày một cái, nhưng ngay lập tức thần sắc lại trở nên như thường. Bởi vì mấy đạo cầu vồng đã từ xa đã bay tới, tốc độ vô cùng nhanh nháy mắt đã đến trước tế đàn hào quang vừa thu lại đám người chính đạo vạn thiên minh liền xuất hiện trước mặt mọi người tốt rất tốt vạn thiên minh nhìn nhanh lên huyết ngọc tri thù đang kéo hư thiên đỉnh ở trên tế đàn và lam quang đến hoa mắt ở trong động thần sắc bình tĩnh thốt ra mấy chữ đám người ma đạo nghe xong ai nấy nhìn nhau nhất thời không biết lời của đối phương có dụng ý gì tốt ta đương nhiên rất tốt nhưng nếu các hạ không quay lại ta còn ảm thấy còn tốt hơn man hồ tử trừng mắt không khách khí đáp trả. Vạn mẫu cũng không muốn quay lại chuyến này, nhưng ta vừa mới đi không được bao lâu, đã phát hiện vị tiểu hữu này sớm có huyết ngọc chi thù đã biệt tích từ lâu. Nếu không như thế, vạn mẫu sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy? Vạn thiên minh thản nhiên nói, nhưng vừa mới nói xong, hắn liền trụ môi một cái, phát ra một tiếng huyết cổ quái. Đám người man hồ tử ngẩn ra, không biết đối phương đang làm trò gì. Tảng đá mà vạn thiên minh đang đứng, đột nhiên lóe bạch quang, tiếp đó thoát ra một bay ra một con khỉ màu lam, như một tia chớp bay đến bám vào cánh tay của vạn thiên minh. Lúc này, trên mặt vị môn chủ của vạn pháp môn mới nở ra nụ cười, nhìn về phía đám người man hồ tử, không nói năng gì. Hóa thạch thú, thanh dịch cư sĩ vừa nhìn thấy con thú này, không khỏi thất thanh kêu ra tên của tiểu thú. Hắc hắc, nếu không phải tại hạ sớm lưu lại con thú này để giám thị các vị, vạn mỗ sao có thể đến kịp thời được. Mà hóa thạch thú này, những bổn sự khác không có, nhưng nó chỉ cần ẩn nấp trong đá, cho dù các vị đạo hữu có pháp lực thông huyền, cũng không cách nào phát hiện ra nó ngay. Xem ra, hậu chiêu này của ta, quả là chính xác. Hiện tại, vạn mỗ cho các vị hai lựa chọn, một là để ta kích sát chết huyết ngọc chi thù kia, khiến cho hư thiên đỉnh tiếp tục nằm dưới động, hai là hai bên chia đều bảo vật, bản môn chủ không có thể nào để cho ma đạo các người độc chiếm bảo vật ở trong đỉnh một tay vạn thiên minh vuốt ve hóa thạch thú ở trên tay, ánh mắt thì chuyển động nhìn huyết ngọc chi thù hai lần, mới từ từ nói. Lúc này, Vạn Thiên Minh tựa hồ đã xoay chuyển được tình thế, bộ dáng không hề sợ đám người man hồ tử không theo. Chương 480, đại chiến khởi, phân chia với các ngươi. Vừa nghe xong những lời này, khuôn mặt đang âm trầm của Cực Âm khẽ biến một chút, tựa hồ đã có chút động tâm. Đối với Cực Âm mà nói, chỉ cần chiếm được một phần của vị đồ đệ Hàn Lập trên danh nghĩa, thì khi phân chia bảo vật hắn cũng sẽ chiếm không quá ít. Nhưng không đợi Cực Âm suy nghĩ những chuyện này có được hay không, thì vị man hồ tử đứng ở một bên lại điên cuồng cười ha ha. Phân chia hư thiên đình. Vạn thiên minh người nghĩ cũng hay lắm. Muốn lấy vật từ trong miệng của đại gia gia. Trước hết để xem nắm tay của ai cứng hơn rồi hãy nói. Vừa nói xong. Man hồ tử cũng không nói hai lời. Cự báo đang nằm trước người bỗng nhiên đứng thẳng lên. Gầm nhẹ một tiếng. Con mắt thứ ba trên đầu đột nhiên mở to phóng ra một cột sáng màu vàng đất. Hướng đến vạn thiên minh ở đối diện mà phóng đến. Xúc xanh. Muốn chết. Vạn Thiên Minh không khỏi nổi giận quát một tiếng. Hắn không ngờ tới man hồ tử một chút cũng không để ý đến đề nghị của mình, nói đánh liền đánh. Bởi vì dù sao đi nữa thì hắn cũng có hàn giao và ly quy tương trợ, so với đối phương mạnh hơn một bậc. Điều này khiến cho vạn thiên minh có chút luống cuống tay chân phóng ra một đạo tử quang, vừa lúc nghênh đón lấy cột sáng màu vàng kia. Nhưng tử quang cùng với hoàng quang kia vừa mới tiếp xúc trong phút chốc thì hoàng quang liền bị nổ tung ra. Tiếp theo một âm thanh lảng cảng vang lên, sau khi tử quang biến mất vô ảnh vô tung thì có một vật màu trăng trắng từ trên không trung rơi xuống không đợi cho mọi người nhìn thấy rõ đây là vật gì thì nó bỗng nhiên bị nát bấy ra mọi người lúc này mới cẩn thận nhìn thì đó là một khối đá vụn bình thường hầu hết mọi người đều ngẩn ra nhất thời có chút nghi hoặc nhưng vạn thiên minh nhìn thấy như vậy thì sắc mặt trong nháy mắt biến đổi mấy lần tinh quang trong mắt co lại có chút không thể tin được nói dị hóa thuật con báo ba mắt của ngươi là một linh thú biến dị vừa nghe được mấy chữ linh thú biến dị thì tất cả mọi người ở đây lộ ra thần sắc khiếp sợ linh thú biến dị cùng với man hoang dị chủng rất giống nhau nhưng trên thực tế lại khác xa như trời với đất man hoang dị chủng chỉ là thượng cổ linh thú cực kỳ hiếm thấy theo thời gian trôi qua bởi vì nhiều nguyên nhân mà thay đổi tập tính cùng ngoại hình từ đó mà hình thành nên một chủng loại dị thú mới có đặc điểm của thượng cổ linh thú nhưng lại hoàn toàn khác biệt chỉ bất quá là loại linh thú này cực kỳ hiếm thấy số lượng cũng không nhiều bình thường rất khó để tìm thấy. Mà linh thú biến dị lại không giống nhau, mỗi một con đều tồn tại độc nhất phi nhị. Chúng nó là do linh thú trong quá trình tiến cấp không biết xảy ra nguyên nhân gì khiến cho nó bị đột biến, năng lực của linh thú theo đó mà thay đổi rất lớn. Loại biến dị này tốt xấu không giống nhau, nhưng một ít trong số đó sau khi biến dị lại có năng lực cực kỳ độc đáo, vô cùng lợi hại. Thậm chí có thể làm được một ít pháp thuật mà bình thường không thể thực hiện được. Như loại năng lực có thể đem đại bộ phận pháp khí cùng pháp bào hóa thành đá, chính là một loại năng lực rất nổi danh. Năng lực này lợi hại vô cùng, từng có một vị tu sĩ kết đan kỳ sử dụng loại năng lực này của linh thú biến dị một hơi đem ba bốn gã tu sĩ đồng cấp giết sạch không còn một người khiến cho chấn động cả loạn tinh hải. Từ đó về sau, tu tiên giới đem năng lực cổ quái của linh thú biến dị xưng là dị hóa thuật, khác với pháp thuật bình thường. Con báo ba mắt này của Man Hồ Tử lúc đầu chỉ là linh thú có thể phun ra hỏa thuộc tính công kích từ trong con mắt thứ ba mà thôi. Nhưng hiện tại bắn ra cột sáng trực tiếp đem pháp khí hoặc pháp bảo không rõ tên của Vạn Thiên Minh hóa thành tảng đá. Khẳng định là linh thú sau khi xảy ra biến dị mới có thể làm được. Điều này khiến cho những người nơi đây ngẩn cả người ra. Phải biết rằng linh thú biến dị xuất hiện chính là một phần vạn cũng khó. Cũng chỉ có thể phát sinh trên linh thú cấp cao đã ngoài 4 cấp. Từ khi biết đến linh thú biến dị đến nay, loạn tinh hải cũng đã xuất hiện hơn 10 con mà thôi. Mà chỗ hiệu dụng của năng lực sau khi biến dị cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Kể từ đó, linh thú biến dị lại càng thêm chân quý. Mà lần xuất hiện linh thú biến dị gần đây nhất đã là chuyện hơn ngàn năm. Điều này khiến cho các tu sĩ bồi dục linh thú căn bản không ai còn hy vọng linh thú mình sẽ xuất hiện biến dị. Thật đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Hiện tại, cả hai bên đều nhìn chằm chằm vào con báo ba mắt kia trên mặt phát sinh ra những thần sắc khác nhau. Lúc này Vạn Thiên Minh mới hiểu được tại sao Man Hồ Tử lại không chút khách khí cự tuyệt yêu cầu phân chia bảo vật. Thì ra là do có chỗ dựa như vậy, chỉ dựa vào con báo ba mắt biến dị này, chỉ sợ cũng đủ để xóa sổ sự tồn tại của Hàn Giao và Ly Quy. Sau khi hiểu được mọi chuyện, sắc mặt Vạn Thiên Minh bắt đầu trịnh trọng hẳn lên, hướng đến cực âm cùng với lão giả Nho Sam nhìn lại. Trên mặt hai người này hiện ra thần sắc ngoài ý muốn lẫn vui mừng sợ hãi. Hiển nhiên bọn họ đã bỏ qua ý niệm phân chia hư thiên đỉnh trong đầu. Suy đoán của Vạn Thiên Minh không sai, sau khi Cực Âm Tổ sư biết được báo ba mắt của Man Hồ tử là linh thú biến dị, tự nhiên sẽ bỏ đi ý định đó trong đầu. Thân là ma đạo tự nhiên hắn cũng không phải là hạng người thiện nam tín nữ gì, có thể độc chiếm bảo vật này mà nói tự nhiên sẽ không phải nguyện ý cùng với tránh đạo phân chia. Vì vậy hắn cùng với lão giả Nho Sam nhìn nhau đầy thâm ý, liền không hề do dự xoay tròn thân thể vô số huyền âm hắc khí từ trong thân thể phóng ra, hơn thiên đô thi ở bên cạnh ở trong hắc quang từ từ biến mất vô ảnh vô tung. Bên tai của Hàn Lập vang lên tiếng truyền âm của lão giả Nho Sam. Lát nữa ngươi chỉ cần có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ thôi, trận tranh đấu này không cần ngươi phải ra tay. Sau khi nói xong như thế, bầy thanh sao 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 điều đang bay trên đầu lão giả phảng phất như đã nhận được mệnh lệnh. Sau khi phát ra một âm thanh thê lương, biến thành một mũi tên màu xanh nhằm về nhóm người phía chính đạo phóng đến. Mà lão giả cũng vùng ống tay áo lên, từ bên trong phóng ra vô số thanh ti, theo sau đàn chim công kích đến. Nhìn thấy người trong ma đạo động thủ trước, vạn thiên minh cũng không hề khách khí, cho dù là linh thú biến dị của man hồ tử có chút khó giải quyết nhưng hắn cũng không có sợ hãi. Dù sao là linh thú biến dị lợi hại như thế nào đi nữa cũng chỉ là một con súc xanh mà thôi. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, dị hóa thuật khiến cho pháp bảo hóa thành đá kia đối với bản thân tu sĩ công kích cũng không có ích lợi gì, chỉ cần cẩn thận không để cho pháp bảo bị hoàng quang kia bắn trúng cũng không phải không thể đối phó với linh thú này nghĩ như vậy vạn thiên minh hừ lạnh một tiếng hai tiếng ngắn gọn bật thốt lên động thủ nói xong hắn liền đem hàn dao phóng ra sau đó hai tay chập lại trước ngực hỏa diễm màu tím bừng cháy lên cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân nhằm phía man hồ tử mà bay đến thiên mộ tử ở một bên thấy như vậy liền bay nhanh trở lại không hề trì hoãn đánh lên trên cái mai rùa một cái nhất thời đôi mắt nhỏ màu xanh biếc của cử quy lóe ra hung quang, miệng rùa chậm rãi mở ra, một cỗ hàn khí phô thiên cái địa thoát khỏi miệng. Hóa thành từng cơn sóng lớn bay đến bầy chim màu xanh ở đối diện. Bầy thanh sao 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 điều cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời mở ra cái mỏ nhọn, từng ngọn lửa màu xanh mảnh khảnh bắn ra, sau đó nhanh chóng dung hợp thành một cột lửa màu xanh, cùng với hàn khí màu trắng kia va chạm lẫn nhau. Mà lão giả gầy gò giống như lão nông kia lại xuất thủ rất quỷ dị. Hắn đột nhiên trở bàn tay, giữa hai ngón tay đột nhiên xuất hiện một cành liễu xanh biếc. Sau đó vung nhánh liễu lên một cái, vô số ảo ảnh màu xanh biếc từ trên người hắn bắn ra ngoài, trong phạm vi hơn 10 trượng phảng phất như biến thành hải dương xanh biếc. Nhưng bên trong hải dương xanh đó chợt lóe lên hai tàn ảnh mày đen, ba con thiết giáp yêu thi bỗng nhiên bị lộ ra ngoài. Vô số lục ti xung quanh chúng như vật sống, đều bắn nhanh tới, trong chớp mắt có vô số lục ti chói chặt mấy con thiên đô yêu thi. Yêu thi này vốn là quái vật mạnh vô cùng, nhưng lại bị lục ti trong yếu ớt kia trói chặt không cách nào thoát ra được hai con quái thú này nhất thời gấp đến nỗi gầm loạn lên cực âm tổ sư thấy vậy trên mặt phát lạnh hóa thành một đám mây đen thật lớn bay nhanh đến mỗi con thiên đô thi này của hắn luyện chế không dễ chút nào không có khả năng để cho đối phương dễ dàng hủy diệt như vậy huống hồ công pháp đối phương thi triển có tính chất mộc thuộc tính rất rõ ràng thiên đô thi hỏa của hắn đối phó với đối phương có công hiệu gấp bội thấy được mấy lão quái nguyên anh kỳ đại chiến Hàn Lập không cần phân phó vội vàng lui lại phía sau hơn 10 thước. Mặc dù biết rõ cho dù trốn ra bên ngoài hơn trăm thước, căn bản cũng là chuyện thừa, nhưng Hàn Lập vẫn muốn chạy càng xa càng tốt. Mấy tên chính đạo này đều muốn đoạt lấy hư thiên đỉnh, cũng muốn giết luôn chủ nhân của huyết ngọc chi thù. Như vậy thì hắn chẳng phải là chết chắc sao? Hắn cũng không dám khẳng định bọn người man hồ tử sẽ đến cứu hắn. Nhưng dù sao thì đài cao hơn trăm trượng này đối với hắn mà nói chỉ trong nháy mắt là có thể đi đến lúc này cực âm cũng bị một gã tu sĩ nguyên anh kỳ dây dưa không thôi nhưng thật ra huyền cốt đang chờ đợi thời cơ tốt để ra tay ám toán không biết được vị lão ma này có liều mạng để cho tránh đạo được lợi không đây đồng thời cũng là muốn báo thù cho bản thân trước kia nghĩ đến đây hàn lập không khỏi nhìn huyền cốt ở dưới tế đàn đang quan sát cuộc chiến của lúc này mặt đối phương không chút thay đổi đang quan sát cuộc chiến đấu trên không trung trên mặt không hề có chút tâm tình nào không thể suy đoán được đối phương đang suy nghĩ gì trong lòng lão hồ ly hàn lập có chút buồn bực âm thầm chửi một câu. chương 481, hóa hình chi bảo, hàn lập không thể đoán được tâm tư của huyền cốt, ánh mắt chuyển một vòng, cuối cùng nhìn huyết ngọc chi thủ cách đó không xa. Lúc này hồng quang trên người con linh thú phát ra càng chói mắt, mặc dù thân thể nó vẫn run nhẹ nhẹ nhưng vẫn đang từng chút một coi thủ ti lại. Dây thủ ti màu trắng kia đang phát ra một tầng lam quang âm u, âm hàn lấp lóe bất định, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Bất quá lam quang này dọc theo thủ ti đến gần hồng quang trên người huyết ngọc chi thù thì lập tức bộc phát ra từng điểm bạch quang, bị bài xích ra bên ngoài, không cách nào tiếp cận gần được bản thể của huyết ngọc chi thù. Hàn lập nhíu mày một chút, không cần hỏi cũng có thể khẳng định quái quang này cùng với kiểu lam băng diễm có quan hệ rất lớn, khó trách các lão quái vật này không ai chịu tới trợ giúp linh thú. Sợ rằng đối với lam quang này rất kiêng kỵ, vừa nghĩ đến đây hắn liền nghe được trên bầu trời nổ oanh một tiếng thật lớn, trong đó còn có tiếng gầm lớn cùng tiếng cười cuồng ngạo của man hồ tử. Ánh mắt của hắn lại bị hấp dẫn vào cuộc chiến, lúc này thân hình của man hồ tử phình ra đến ba bốn trượng. Quần áo nửa thân trên không biết đã bay đằng nào, lộ ra trước ngực lân phiến dày đặc, giống như là kim giáp vậy, tinh quang bắn ra bốn phía, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Quỷ dị hơn chính là xung quanh thân thể hắn có vài vòng ánh sáng màu bạc đang xoay quanh. Vòng ánh sáng này như mộng như ảo, phiêu hốt bất định, nhưng khiến cho tử sắc hỏa long do thiên la công của vạn thiên minh biến thành công kích ở đối diện không cách nào đến gần trước người nửa bước, luôn luôn chắn phía trước tử hỏa kia. Mặc dù man hồ tử tự xương thiên ma công đệ nhất loạn tinh hải, nhưng bảo hắn dùng công pháp này ngạnh kháng chân hỏa của vạn thiên minh, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm cái sự tình ngu mốc này. Trên tay của man hồ tử xuất hiện một cái bao tay màu đen ảm đạm Mặt trước đầy móc nhọn, hình dáng thật hung tợn đáng sợ. Man hồ tử huy động cái bao tay này cùng với tử sắc cửa kiếm như hóa thành du long kia va chạm với nhau, mỗi một quyền đánh ra đều có một cái bàn tay màu vàng thật lớn từ trong quyền sáo bay ra, hung hăng đem cửa kiếm đánh bay ra xa mấy trượng. Mà vạn thiên minh đang ở giữa không trung thao túng cửa kiếm kia sắc mặt tức giận thúc rộng hai đầu hỏa diễm tử long bay múa đầy trời, muốn tìm ra chỗ sơ hở của vòng ánh sáng màu trắng kia mà vây khốn đại địch man hồ tử này. Thiên ngộ tử và thanh dịch cư sĩ ở bên cạnh đều là hạng người quý trọng bản thân, hai người bọn hắn cách xa nhau, một bên không ngừng thúc giục bảy thanh sao 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 điều và pháp bảo bản thân đánh vào đối phương, phe bên kia bằng vào ly quy và một cái thước ngắn bạch quang lập lòe phòng ngự mưa gió không lọt vào. Hai người không nóng không lạnh, như là đang luận bàn lẫn nhau vậy. Mà trường tranh đấu kịch liệt nhất đúng là trận chiến giữa cực âm tổ sư và lão giả gầy gò kia. Trong phạm vi tranh đấu của hai người, âm thanh quỷ khiếu phượng minh đan xen vào nhau, đồng thời bóng ảnh màu xanh cùng hắc khi không ngừng lưu chuyển, hình thành nên một dòng suối thật lớn người ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của thiên đô thi điểm vài cái hoặc là từ bên trong dòng suối mãnh liệt sôi trào mãnh liệt dường như đang chiến đấu vô cùng kịch liệt về phần con báo biến dị ba mắt được bên ma đạo cực kỳ trọng thị kia thì giang cùng với hàn dao màu trắng kia truy đuổi nhau không ngừng hàn dao rõ ràng đang rơi vào hạ phong bị con báo ba mắt kia làm cho phải hóa thành hoàng quang bay loạn trên trời bạch quang hàn khí nó phun ra va chạm vào hoàng quang trong nháy mắt liền hóa thành một viên đá bình thường căn bản không cánh nào đến gần con báo được. Bất quá nó cuối cùng có thể miễn cưỡng chống lại con báo ba mắt, không để nó công kích ba người chính đạo. Xem tình hình hiện tại, hàn giao này cũng chỉ có thể chống đỡ được chốc lát nữa mà thôi. Nhìn đến đây, trong lòng hàn lập bổng nhiên xuất hiện một cảm giác cổ quái. Thật ra những người này đang đánh nhau có vẻ vô cùng náo nhiệt, pháp bảo bay loạn, bí thuật thi triển liên tục, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy đây không phải là sinh tử chi chiến chân chính, dường như chỉ là đang luận đàm bình thường mà thôi chẳng lẽ tranh đấu của nguyên anh kỳ đều là như vậy hàn lập nghi hoặc trong lòng đột nhiên hắn nhớ đến điều gì lại nhìn huyền cốt một cái khuôn mặt của huyền cốt lúc này lại ẩn chứa một tia cười lạnh nhưng hắn dường như cảm ứng được hàn lập đang quan sát nên khuôn mặt lần nữa khôi phục lại bộ dáng bình thường như lúc trước hàn lập dùng mình trong lòng mơ hồ cảm giác được điều gì nhưng không để cho hắn tiếp tục suy nghĩ động khẩu chứa hư thiên đỉnh lại phát ra một âm thanh bạo liệt tiếp theo là tiếng cọ sát nổi lên hàn lập kinh hãi Vội vàng hướng đến động khẩu quan sát, đồng thời chuẩn bị tư thế cẩn thận đề phòng. Chỉ thấy lam quang trên tế đàn rung động một trận, tiếp theo âm thanh long ngâm truyền ra, một đạo hỏa quang từ trong động bắn ra ngoài. Hỏa quang này xoay nhanh quanh tế đàn, sau đó hóa thành một con hỏa diễm cự lang hai đầu đứng giữa không trung. Toàn thân hỏa lang này đều có hỏa diễm bừng cháy, sau khi thấy mọi người liền huy động bốn chân muốn chạy đi. Vốn chính ma hai bên đang chiến đấu kịch liệt, vừa thấy cảnh này liền ngẩn cả người ra. Đồng thời ngừng tay không tiếp tục đánh nữa. Lão giả nho sam ở gần nhất lập tức vỗ lên thiên linh cái của mình, một bàn tay to màu xanh từ trong đầu hắn bay ra, hướng hỏa lang cuốn nhanh đến. Nghĩ cho kỹ đi, bảo bối này là của bổn môn chủ Vạn Thiên Minh thấy như vậy nhất thời có chút lo lắng hét lên một tiếng, thân hình lưu chuyển sau đó lại hóa ra một cái phân thân giống như đúc. Hỏa diễm bốc cháy khắp hai Vạn Thiên Minh, hai đạo tử hồng hỏa diễm nhập lại làm một đuổi theo bàn tay to kia. Man Hồ Tử như đã hiếu ra được điều gì, cấp tốc thi triển thần thông, độn quang bay đi. Ánh sáng đủ loại trong nháy mắt cùng đánh tới một điểm. Những người khác rõ ràng so với Thanh Dịch cư sĩ và Vạn Thiên Minh chậm hơn một bước. Đặc biệt là bàn tay to bay trước kia, tốc độ độn quang nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đến trên đầu Hỏa Lang kia, hướng xuống mà chụp lấy. Trong lúc mọi người đều cho rằng lão giả Nho Sam khẳng định sẽ đắc thủ, thì hai cái đầu Hỏa Lang đồng thời ngẩng lên, một màn hào quang hồng hoàng nhị sắc đột nhiên xuất hiện trên thân thể nó bàn tay to màu xanh kia không có công kích được, phành một tiếng bắn ngược ra ngoài. Lão giả nho sam đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức nét mặt vui mừng như điên. Thanh quang đại thịnh, bàn tay to trong nháy mắt lại hung hăng chộp tới hỏa lang, tử hồng ở phía sau tổng trước mắt cũng đuổi tới. Mắt thấy bản thân chậm hơn bàn tay to màu xanh kia một chút, không kịp ngăn cản nó đắc thủ, tử hồng dứt khoát biến đổi mục tiêu, hóa thân thành một tử sắc hỏa long, hung hăng hướng đến bàn tay to kia cắn một cái lão giả nho sam đang thao túng bàn tay to kia thấy cảnh này trong lòng mở miệng mắng vạn thiên minh hèn hạ hắn trực tiếp sử dụng phân thần biến ảo huyễn hóa ra một bàn tay to nữa mà lại có thể sử dụng dễ dàng uy lực cùng không hề nhỏ nhưng tuyệt không dám ngạnh kháng một kích của thiên la chân công biến hóa thành hỏa long kia dù sao sau khi sử dụng như vậy sẽ khiến cho phân thần của mình tổn hao không nhẹ hắn tuyệt sẽ không làm cuộc mua bán lỗ vốn như vậy dưới sự bất đắc dĩ bàn tay to màu xanh kia đột nhiên nhấn mạnh một cái cải biến phương hướng quay lại nghênh đón tử sắc hỏa long thanh quang tử diễm nổ tung ra nhưng trong nháy mắt trì hoãn vừa rồi đám người man hồ tử và thiên ngộ tử đã đuổi đến mấy người đều muốn vây bắt hỏa lang không hẹn mà cùng công kích đối thủ bên cạnh lần ra tay này so với công kích vừa rồi hung mãnh và độc ác hơn rất nhiều các loại bí thuật đạo pháp xuất ra bất tận nhất thời mấy người này cùng dây dưa một chỗ không ai bận tâm đến hỏa lang ở đằng kia hỏa lang này có linh tính vô cùng tựa hồ biết được sự lợi hại của các lão quái nguyên anh kỳ này, thân hình nó trầm xuống, đột nhiên hướng xuống phía dưới mà chạy đi. Phương hướng nó bỏ chạy chính là nơi đám người huyền cốt, Hàn Lập đang đứng. Hàn Lập có chút trợn mắt há mồn, lúc này trong lòng hắn có thể hiểu rõ được bảy tám phần. Con hỏa lang hai đầu này khẳng định do bảo vật bên trong hư thiên đỉnh biến hóa thành. Không biết vì sao hư thiên đỉnh còn chưa lấy ra mà nó đã phá đỉnh chạy ra trước. Mặc dù không biết nó là loại bảo vật có thần thông như thế nào, nhưng thấy nó có thể thông linh hóa hình có thể phản kháng được một kích của bàn tay to màu xanh kia cũng như có thể tự chủ hành động được thì cũng biết nó chính là một vật cực kỳ chân quý hiện tại nó đang hướng đến bọn tu sĩ kết đan kỳ mà vào tới hàn lập không hề suy tư vội vàng hướng trên túi chữ vật vỗ một cái một đạo bạch khí bỗng nhiên xuất hiện trên tay hàn lập cô tay hướng đến bạch khí một cái một cái hoa lam cổ sắc cổ hương xuất hiện trên tay nhưng không đợi đến lúc hàn lập thi triển pháp thuật bên dưới cách đó không xa lại bắn ra hai đạo hắc khí hóa thành hai con rắn lớn, trước tiên quấn quanh thân thể hỏa lang mấy vòng, đột nhiên khẩn trương co rút lại. Trong lòng hàn lập mắng một tiếng, liếc mắt nhìn qua, đúng là ô sử mang theo vẻ mặt đắc ý đang bắt pháp quyết, mà hắc sắc cự mãng kia hiển nhiên là do huyền âm đại pháp biến thành. Trên mặt hàn lập xuất hiện vẻ ảo não, trong lòng không nhịn được có chút thầm nghĩ, có nên hay không ra tay đoạt lấy bảo vật này. Dù sao thì vật ấy còn chưa bị đối phương thu lấy. Nhưng như vậy thì sẽ khiến cho cực âm tổ sư nổi giận, vì đoạt bảo mà lập tức ra tay đối phó với hắn, như vậy sẽ rất không ổn, khả năng đoạt được ít mà bị mất đi lại nhiều. Các loại ý niệm nhanh chóng chuyển động trong đầu hàn lập, nhưng không chờ hắn xuất thủ thì huyền cốt ở một bên không chút khách khí đã ra tay. Hàn quang trong mắt huyền cốt chợt lóe lên, không một thanh âm phóng ra một đạo lục quang. Trong nháy mắt lục quang đại thịnh, hóa thành một cái ti võng bích lục thật lớn, đem hắc sắc cự mãng và hỏa lang bao phủ vào bên trong. Chương 482, cổ bảo chi tranh, ngươi dám cùng với bổn thiếu chủ tranh đoạt bảo vật sao? Ô Sử thật không ngờ tới Huyền Cốt vốn trầm mặc ít nói kia lại không một tiếng động cùng hắn tranh đoạt bảo vật, không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Khuôn mặt xuất hiện sự hung ác, nực cười, bảo vật này là do ngươi luyện chế sao? Ngươi có thể tranh đoạt tại sao ta lại không thể? Huyền Cốt lạnh lùng liếc mắt Ô Sử một cái, không chút khách khí chảo phúng nói. Lời vừa nói ra, khiến cho Ô Sử thẹn quá hóa giận nhưng hắn lại tựa hồ nhớ ra điều gì, khuôn mặt tuy tràn đầy sự hung ác nhưng lại không hề mở miệng phẳng bác lại. Ngược lại, pháp quyết trên tay biến đổi, hắc sắc cự mãng lại dùng thêm sức co rút lại. Xem ra Ô Sửu cũng rất rõ ràng, huyền cốt có được chỗ dựa là Man Hồ tử mà cực âm sư tổ rất kiêng kỵ. Căn bản không sợ hắn lấy thế áp bức, khóe miệng huyền cốt cười lạnh, không hề nói nhiều hướng tới Bích Lục Ti võng kia khẽ điểm một cái. Lục quang trên võng bừng lên, lục ti lại lớn thêm ba phần sau đó cả lục võng bắt đầu trói chặt lại. Hỏa lang bị ô sử và huyền cốt đồng thời trói buộc như vậy, nhưng hào quang trên người dưới sức ép nhỏ đi mấy phần nhưng lại càng thêm trói mắt hẳn lên. Hỏa lang vẫn bình yên vô sự trong màn hào quang bình an nhìn hai người bọn họ, trong lúc nhất thời lâm vào thế rằng co. Chính ma hai bên đang tranh đấu trên bầu trời cũng không có ngờ, bảo vật này lại có thể chạy đến chỗ của đám người hàn lập. Vạn thiên minh cùng với các tu sĩ chính đạo nhất thời khẩn trương, muốn chạy đến để đoạt bảo vật nhưng man hồ tử và cực âm hai người bọn họ lại không hoảng không vội bất kể là thế nào hiện tại người đang thu bảo vật ở bên kia đều là người bên phe bọn hắn đương nhiên là mừng rỡ quấn lấy đám người chính đạo để cho đám người ô sử huyền cốt bình yên thu lấy bảo vật huống chi hai người đều cảm giác được người đang thu bảo kia đều có sự quan hệ với mình cực âm sư tổ đã tặng cho ô sử rất nhiều bảo vật huyền âm đại pháp cũng là ma công đại pháp hàng đầu Tự biết là ô sử muốn thu lấy bảo vật này so với huyền cốt thoạt nhìn chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ kia có phần nắm chắc hơn. Mà man hồ tử biết rõ huyền cốt kia thì càng không cần phải nói, hắn đối với huyền cốt tin tưởng 10 phần. Thanh dịch cư sĩ thấy tình cảnh như vậy trên mặt hiện ra vẻ đáng tiếc. Sau khi do dự một chút vẫn giữ chân thiên ngộ tử, không cho hắn phân thân chạy thoát. Từ đó, quanh tế đàn duy nhất nhàn rỗi chỉ còn có hàn lập. Nhưng hàn lập cũng không hề thấy mình nhàn rỗi có chút gì tốt. Trái ngược lại, lúc này hắn đang toát mồ hôi lạnh bởi vì hắn cảm thấy thần thông thu pháp bảo của hoa lam vừa lúc thích hợp cho nên vừa rồi hắn không hề suy tư ra tay đoạt lấy cổ bảo nhưng sau khi hắn nhìn thấy huyền cốt động thủ đoạt bảo thì hắn nhớ lại một sự kiện rất không ổn hoa lam cổ bảo này chính là đoạt được khi đánh chết sử hắn trông coi huyền cốt kia nay đem ra dùng như vậy chẳng phải là nói cho cực âm tổ sư biết huyền cốt chính là do hắn thả ra sao điều này khiến cho trong lòng hàn lập lạnh ngắt còn tâm trí nào đi đoạt bảo Tạp niệm nảy sinh liên tục, kiệt lực suy nghĩ kế sách đối ứng với cực âm sư tổ. Nhưng sau một lúc lâu, Hàn Lập ngạc nhiên, hắn rõ ràng cảm ứng được, ánh mắt của cực âm chỉ liếc qua một cái rồi lập tức rời đi. Không chút tâm tình dị thường nào, chuyện gì cũng không phát sinh. Hàn Lập lúc này mới vui mừng lẫn sợ hãi cảm giác được, hoa làm cổ bảo nguyên không phải là do cực âm sư tổ ban cho sửu Hán, hắn đối với việc sửu Hán có cổ bảo này dường như không hề hay biết. Lúc này, hắn mới yên tâm Suy đoán của Hàn Lập không hề sai. ngay đó sử hắn kia rời khỏi hòn đảo giam giữ huyền cốt một thời gian dài, chính là bởi vì hắn có tin tức của hoa lam của bảo này nên mới tự mình đi ra ngoài. Sau đó hắn thi triển thủ đoạn, thuận lợi đoạt được pháp bảo này vào tay, nhưng đã để cho đám người Hàn Lập phá hỏng đi bảy tám phần đại trận vây khốn bọn họ. Lúc này mới khiến cho sử hắn kia cực kỳ kinh sợ, bộc phát lực lượng như sấm nhưng vẫn phải chết dưới thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập. Sau mọi việc thì cổ bảo này cũng trở thành chiến lợi phẩm của Hàn Lập. Hàn Lập một lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo, liếc mắt nhìn Huyền Cốt đang tranh đoạt hỏa lang với Ô Sử, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ. Cái này cũng phải tính là lão ma ngươi may mắn, nếu như khiến cho cực âm sư tổ phát hiện được việc này, ta nhất định sẽ kéo ngươi cùng xuống dưới nước. Đừng có mong rằng một mình vô sự, trong lúc cũng chưa biết là Hàn Lập hay là Huyền Cốt may mắn. Động khẩu lại truyền đến một tiếng sấm trầm muộn, lần này, động tác trên tay chúng tu sĩ Nguyên Anh kỳ lập tức chậm lại, hai bên bắt đầu nhìn nhau nhưng tiếp theo không biết là thân hình của ai động trước, thân hình sáu người chợt lóe lên một cái, đồng thời xuất hiện phía trên động khẩu. Lúc này hư thiên đỉnh đã gần rời khỏi động khẩu, tuy mấy vị này là tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng vì muốn ngăn cản kỳ hàn từ bên trong động phóng ra, tất cả đều phải vận chuyển công pháp, bảo vật phòng ngự liên tiếp xuất hiện quanh thân. Các loại kỳ quang lưu chuyển không ngừng quanh thân thể, đồng thời chính ma đều cảnh giác nhìn lẫn nhau. Cực âm sư tổ giờ phút này ảo não vô cùng, dựa theo ý nghĩ trước đây của hắn tự nhiên là sau khi trừ bỏ sạch sẽ bọn người bên chính đạo rồi mới đem hư thiên đỉnh cùng tất cả các bảo vật bên trong đó ra rồi mới phân chia nhưng vạn vạn lần không ngờ đến khi hư thiên đỉnh sắp đến gần động khẩu thì cổ bảo trong đó lại một mình đi ra trước bảo vật này có thể rơi vào tay ai chỉ có thể dựa vào bản lãnh của họ mà thôi dù sao vô luận là cổ bảo này đến tay người nào thì người đó không có khả năng chịu giao nộp cho người khác kể từ đó ước định phân chia bảo vật trước kia hoàn toàn bị mất đi tác dụng Cực âm sư tổ tức giận chuyển động đôi mắt liên tục, muốn nghĩ xem có biện pháp nào để cho chính mình có thể đoạt được nhiều bảo vật nhất. Nhưng ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, âm thanh ma sát chói tai nổi lên, tiếp theo vù vù hai tiếng, hai đạo hào quang hoàng bạch đồng thời từ bên trong động bắn ra ngoài. Sáu người này cách bảo vật gần như thế, cơ hồ đều đồng thời ra tay hướng đến quang hoa gần mình nhất, vận dụng bí thuật chụp lấy. Trong đó Vạn Thiên Minh, Cực âm sư tổ và lão giả Nho Sam đều tranh đoạt hoàng quang. Kết quả trên tay Vạn Thiên Minh nguyễn hóa ra một con tử sắc hỏa long hướng đến hoàng quang kia táp đến, đồng thời trên mặt chợt lóe lên một tia dị sắc, hé mở miệng ra, hai viên châu tử sắc không khách khí hướng đến đối diện mà phun tới. Thiên La chân lôi, Cực Âm nhìn thấy Tiểu Châu nhìn như không ra sao kia, lại la lên thất thanh như gặp phải độc xà. Tiếp theo hai người không dám dùng pháp bảo đón lấy vật ấy, thân hình chợt lóe lên, vội vàng tránh khỏi viên châu này. Có được một đoạn thời gian trì hoãn này, tử sắc hỏa long kia đem hoàng quang nuốt vào trong bụng, sau đó quay đầu trở về. Vạn thiên minh mang theo sự hưng phấn đưa tay ra đoạt lấy hoàng quang, sau khi hai tay chộp lấy nó liền hiện ra nguyên hình của cổ bảo. Là một cổ bội hình tứ phương, mặt trên lưu quang phù văn chấp động, linh khí sung túc, vừa nhìn có thể nhận ra được nó chính là một kiện bảo vật thượng cấp. Mà hai viên tử sắc viên châu kia sau khi bắn thẳng ra phía xa liền phát ra hai âm thanh bạo liệt rất nhỏ, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Thấy cảnh này, Cực âm sư tổ và lão giả Nho Sam nhìn về phía Vạn Thiên Minh đang ngắm nghía ngọc bội kia, sắc mặt bắt đầu sầm lại. Hay cho một vạn môn chủ chính đạo, có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy, dùng giả lôi để đánh lừa ta." Cực âm sư tổ nghiến răng nói ra từng chữ, sắc mặt của lão giả Nho Sam cũng như máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Vạn Thiên Minh không thôi. Vạn Thiên Minh nghe xong lời này liền cười lạnh một tiếng mở miệng nói: "Hai vị có thể xem như là tu sĩ lâu năm." Ngay cả thiên la chân lôi thật giả cũng không thể phân biệt được, vẫn còn đứng trước mặt nói thủ đoạn của bổn môn chủ hèn hạ sao. Chẳng lẽ các ngôi không biết, thiên la chân lôi này nếu không có nguy hiểm đến tánh mạng, thì sao bổn nhân dám sử dụng bảo vật này? Dù sao cũng phải hao tổn pháp lực bản thân mới có thể tu luyện ra thần lôi. Bản thân ta không có xa xỉ như vậy, đương nhiên nếu như hai vị muốn chính thức có thể thấy được lôi châu này, tại hạ cũng có thể phá lệ mà thành toàn cho nhị vị. Nói xong như thế, hai tay của vạn thiên minh nhẹ nhàng hợp lại. Tử quang lóe lên một cái, bóng dáng của ngọc bội biến mất. Trên tay lại xuất hiện một một hạt châu tử sắc giống y như hai viên trước kia. Cực âm sư tổ và lão giả nho sam biến sắc, sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn nhau, dường như hai người đều có chú ý không khác nhau. Lúc này, màn hồ tử bằng vào sự phòng ngự siêu cường của thiên ma công đón lấy công kích của lão giả gầy ốm và thiên mộ tử đã đoạt được bạch quang vào trong tay. Là một đồng tiền hình dạng cổ xưa, bạch quang lập lòe, thoạt nhìn rất kỳ lạ. Cực âm thấy được như vậy, sắc mặt lại càng khó coi. Ngay lúc này thì lão giả ở bên cạnh đột nhiên ồ một tiếng, bộ dáng phi thường kinh ngạc. Cực âm không khỏi nhìn theo ánh mắt của hắn, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì ở phụ cận tế đàn phía dưới, Hàn Lập đang cầm trong tay một kiện ngọc như ý có hai màu hoàng hồng, mà trên như ý có điêu khắc một con sói trông rất sống động. Nhìn tình nhìn vừa rồi thì đúng là cổ bảo do hỏa lang kia biến thành, mà cách đó không xa, Ô Sửu mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hàn Lập, trên mặt mang theo chút vẻ oán hận. Trong mắt Cực Âm sư tổ hiện lên một tia nghi hoặc, trầm mặc không nói gì, nhưng trong lòng hắn thật sự giật mình không nhỏ. Cổ bảo này không có rơi vào tay của Ô Sửu hoặc Huyền Cốt, mà lại rơi vào tay của Hàn Lập ngay từ đầu không hề có ý định ra tay. Điều này đối với Cực Âm mà nói thật sự là rất ngoài ý muốn. Chương 483: Băng Phong. Hàn Lập tay cầm như ý, trong lòng vui mừng, cũng là may mắn mà thôi. Trong lúc đám người cực âm, Vạn Thiên Minh rằng co ở phía trên, hỏa lang bị ô sử cùng huyền cốt liên thủ vây khốn lại làm ra một cử động khiến cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Nó gầm nhẹ một tiếng, hai đầu đồng thời hướng vào giữa vạn vẹo một hồi, cuối cùng biến thành một con cự lang lông bạc một sừng. Cự lang này không trần chờ cúi đầu, một đoàn ngân quang trói mắt từ trên chiếc sừng bạc của nó bắn nhanh ra. Quang đạn này không lớn, chỉ cỡ chừng nửa thước, nhưng sau khi thoát khỏi sừng liền phát ra âm thanh, chợt lóe tức thì công kích lên trên người của hắc mãng tạo ra một lỗ hống lớn, cuối cùng bắn thủng lục phóng. Ngân quang đạn này không biết là thuộc tính gì, lục phóng sau khi va chạm với nó lập sức đổi sắc, trong nháy mắt liền biến thành một làn khí xám trắng, biến mất vô ảnh vô tung. Ô sử và huyền cốt thấy như thế đồng thời kinh hãi không thôi. Ô sử vội vàng bắt một pháp quyết, một đạo hắc quang từ ngón tay bắn tới trên thân thể hắc mãng sắp tan biến. Lỗ hồng kia lập tức lóe lên u quang, từ từ hợp lại, mà thân hình cự mãng lại một lần nữa bắt đầu ngưng động lại. Về phần huyền cốt, sau khi cả kinh liền nhìn chầm chầm vào ngân sắc cự lang, dường như đang nghĩ tới điều gì. Nhưng sau khi hắn chủ trừ một lúc, sắc mặt trịnh trọng hé miệng ra, phun ra một thanh tiểu đao màu xanh biếc. Đao này khoảng hơn một tấc, ngắn mà lại không có chuôi, đao mang bất định, vừa nhìn liền đã biết không phải là vật phàm. Nhưng trong lòng hàn lập trượt động, không khỏi liếc nhìn pháp bảo này vài lần nếu như hắn cảm ứng không lầm thì thanh tiểu đao này rõ ràng là do một cây kim lôi trúc nhỏ mà tạo thành chỉ là sử dụng pháp thuật thay đổi diện mục vốn có của nó mà thôi huyền cốt này chẳng lẽ là điên rồi sao cực âm đang ở trên không trung mà hắn dám sử dụng pháp bảo này trước mặt hắn năm đó cực âm cũng chính vì muốn bảo vật này mà ám toán hắn tuy nói thuật che mắt thi triển quả thật rất cao minh nếu không phải là bổn mạng pháp bảo hàn lập tu luyện cũng là kim lôi trúc thì sợ rằng cũng không cách nào phát giác ra điều kỳ dị nhưng như vậy cũng chính là quá mạo hiểm chẳng lẽ ngân lang này có điều gì cổ quái khiến cho lão ma này mạo hiểm phải đắc thủ cho bằng được hàn lập tâm niệm vừa chuyển nghi hoặc không thôi ngay trong lúc này ngân sắc cự lang trong màn hào quang kia lại bắt đầu rút nhỏ thân hình lại đào mắt đã hóa thành một con tiểu lang khoảng một thước tiếp đó ngân quang chớp động thân hình nó chợt lóe lên từ trong lỗ hổng chỉ mới khép lại được một nửa kia bay ra ngoài thoát khỏi sự kềm hãm của hắc mãng Huyền cốt thấy như vậy liền vung tiểu đao lên, một đạo lục quang đón đầu nó. Sau khi phành một tiếng, Ngân Lang và tiểu đao đồng thời bay ra ngoài. Thân thể Ngân Lang không ngờ lại cứng rắn như vậy, bộ dáng như không chút bị thương. Nói đến cũng vừa khéo, thân hình Ngân Lang bị bắn ra ngoài vừa đúng hướng Hàn Lập đứng mà bay đến. Có chuyện tốt dâng đến tận cửa như vậy thì mọi băn khoăn của Hàn Lập đều vứt ra sau, không hề suy tư đem hoa lam hướng lên trên người Ngân Lang đánh một cái. Đồng thời, vì sợ cổ bảo này không vây khốn được ngân lang tay phải của hàn lập còn hướng đến túi chữ vật nhấn một cái năm cái vòng đồng từ trong túi chữ vật bay ra ngoài một ít thanh khí phun lên trên ánh sáng ngũ sắc lóe lên rồi mở dần vòng đồng cũng lập tức biến mất không thấy đâu cơ hồ ngay lúc đó một âm thanh bỗng nhiên vang lên ngân lang vừa mới ngừng lại chưa kịp chạy khỏi thì trên tứ chi và đầu đều hiện lên mấy cái vòng đồng vừa mới ẩn đi kia sau khi quang mang lóe lên vài cái chúng đồng thời siết chặt lại Ngân lang lập tức giống như chim bị trúng tên, từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Hoa lam cổ bảo hóa thành một đạo bạch quang đã sớm bay đến, liền đem nó bao phủ vào trong, tiếp theo gào thét một tiếng bay về trong tay của Hàn Lập, một lần nữa lại biến thành hoa lam. Thấy một màn như vậy, huyền cốt vừa mới thu hồi tiểu đao cùng với ô sủ đang xuất ra một cái khăn bằng gấm màu đen nhất thời dừng lại. Trên mặt đều có thần sắc khó có thể tin được, nhưng ô sủ liền tỉnh ngộ lại, ánh mắt lập tức được thay bởi sự tức giận vì bị phá hỏng chuyện chuyện như vậy thật sự là quá tà môn. Hắn vốn nghĩ rằng, tranh đoạt kiện bảo vật không chủ kia, bằng vào huyền âm đại pháp không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Nhưng cũng không hề nghĩ đến, đầu tiên là huyền cốt ra tay tranh đoạt, sau đó hắn biết khó mà thu được bảo vật, vừa mới ra tay lấy ra một kiện bảo vật khác. Ngân lang lại được hàn lập thu lấy dễ dàng như vậy, điều này khiến cho ô sử cảm thấy không thể tiếp nhận được, lập tức nổi giận lên. Huyền cốt sau khi ngẩn người ra liền lộ thần sắc cổ quái mặc dù hắn lập tức thay đổi bằng bộ dáng như không có chuyện gì nhưng hàn lập vẫn có thể từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra một tia ảo não ánh mắt chăm chú nhìn lên trên vòng đồng vây khốn ngân lang kia xem xét dường như vẫn còn có một chút không thể tin được hàn lập không có thời gian xem xét sự khác thường của huyền cốt ngay khi hoa lam bay trở lại liền hưng phấn nhìn nó các vòng đồng kia dường như chính là khắc tinh của ngân lang có thể giam chặt nó lại căn bản không thể nhúc nhích được một chút nào mà bạch khí vần quanh kia đem toàn thân ngân lang bao phủ vào trong chỉ lộ ra một cái chân của nó, một bộ dáng rất thương cảm. Hàn lập nhẹ giọng cười, không hề trần chờ vương tay ra vỗ nhẹ lên cái chân kia, sau đó thanh quang chợt hiện ra liền bao phủ lấy ngân lang vào bên trong. Một lát sau thân thể của ngân lang bắt đầu mờ nhạt dần, cuối cùng biến hóa thành một hư ảnh, hiện ra một thanh ngọc như ý, ngay khi hàn lập đem ngọc như ý cầm trên tay mừng rỡ quan sát nó là lúc lão giả nho sam và cực âm đoạt bảo thất bại bởi vạn thiên minh nhìn thấy được một màn đáng kinh ngạc này cực âm sư tổ âm thầm nhíu hai hàng chân mày nhưng bây giờ lại gặp đại địch vạn thiên minh nhất thời không thể quản chuyện này được huống hồ chi bảo vật này trên tay hàn lập dường như không có gì là không ổn dù sao cổ bảo có thể huyễn hình thông linh quả thật không thể để cho tiểu bối lấy đi dễ dàng như vậy được sau khi xong chuyện tự nhiên sẽ làm cho Hàn Lập thành thật mà giao lại cho hắn. Sau khi quyết định chủ ý như vậy, cực âm liền đem ánh mắt chuyển đến trên người vạn thiên minh. Thiên la lôi châu là một trong một số rất ít vật có thể trực tiếp thương tổn đến nguyên anh của người tu tiên, hắn không thể không tập trung 12 phần tinh thần để đối phó với đối phương. Đáng tiếc, lúc này không đợi cho bọn họ ra tay, màn hào quang bên trong đài cao kia lần nữa chấp động lên. Lần này sơ với lần trước càng kịch liệt kinh người, dường như cả mặt đất đang bị sụp xuống. Cùng lúc đó, một đoàn lam sắc hỏa diễm cuối cùng cũng từ trong động khẩu lộ diện ra ngoài. Mặc dù chỉ là một điểm nhỏ bé như vậy nhưng trong nháy mắt ngay khi hỏa diễm này xuất hiện, liền lấy động khẩu làm trung tâm, cả trên đài cao xuất hiện một vầng hào quang màu lam huyến lệ vô cùng, hào quang này nhanh chóng lan tràn ra, nhanh chóng chiếm hết mặt trên của đài cao. Tiếp theo có âm thanh răng rắc nổi lên, một tầng băng xương mày xanh quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra. Hàn lập kinh hãi không thôi, phản xạ theo bản năng nhanh chóng bay lên không trung động tác của huyền cốt cũng không chậm, cơ hồ cùng lúc với hàn lập bay lên cao. Chỉ có ô sử thoáng trần chờ trong một chút, nhưng chỉ trong chốc lát như vậy, làm băng liền dọc theo hai chân hắn đi lên khiến cho chân hắn nhanh chóng bị đóng băng. Huyền ma âm khí quanh người cũng không thể ngăn cản được chút nào. Điều này khiến cho ô sử hoảng sợ vô cùng, vội vàng bay lên, nhưng hai chân đã bị đóng băng cứng trên thạch đài, nếu còn không thể rời khỏi thì lát nữa lại có thể sẽ bị đóng băng toàn thân. Ô sử sợ hãi quát to một tiếng, mắt thấy tầng lam băng nhanh chóng lan tràn đến bàn chân, sau đó là đùi. Hàn lập và huyền cốt trên không nhìn thấy cảnh đó không kềm được liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự sợ hãi. Mắt thấy ô sử bị lam băng quái gì kia sắp phải biến thành một tượng băng thì một đạo hắc quang nhỏ từ trên trời giáng xuống, chợt lóe lên một cái rồi chiếu lên người của ô sử. Nhất thời một ngọn lửa màu đen nổi lên, lam băng nhất thời bị hòa tan đi, bốc lên một làn khói xanh. Ô sử vui mừng vô cùng, sau khi có thể khôi phục lại tự do liền bay nhanh lên trên, vẻ mặt giống như đang chạy trối chết. Lúc này phía trước truyền đến một âm thanh hừ lạnh, một câu không kiên nhẫn truyền đến. Cẩn thận một chút, lần sau ta không nhất định là có cơ hội cứu ngươi đâu. Đúng là do cực âm sư tổ từ trên không trung ra tay, dùng thiên đô thi hỏa giải cứu cái mạng nhỏ của ô Sửu Lúc này các lão quái của hai phe chính mà đang nhìn không chớp mắt về phía hỏa diễm lam sắc ở động khẩu kia, thân sắc trên mặt mỗi người đều khác nhau, có hưng phấn có khẩn trương còn có vẻ mặt đầy tham lam cự âm tổ sư vừa rồi chỉ là tiện tay thi triển pháp thuật cứu ô sửu trong khi nói ra những lời này cũng không quay đầu lại chỉ là trên đôi mắt xuất hiện một vẻ cuồng nhiệt đệ nhất bí bảo của loạn tinh hải được lưu truyền trong truyền thuyết không biết đã qua bao nhiêu năm tháng hư thiên đình cuối cũng đang xuất thế trước mặt mấy tu sĩ nguyên anh kỳ này cho dù là cực âm sư tổ luôn âm trầm là một lão quái không biểu hiện hỉ nộ ra bên ngoài cũng không nhịn được mà tập trung nhìn vào động khẩu trách không được lại nói những lời khó chịu khi cứu ô sửu kia có chút bộ dáng không nhịn được lúc này huyết ngọc chi thù và mấy con hỏa mãng kia sớm đã run rẩy khắp thân thể đều lo lắng nhìn những lão quái vật trên bầu trời ai cũng không có cách nào cũng không dám đi trợ giúp mấy con linh thú này bởi vì đông khẩu đều đã trở thành một thế giới mày lam ngoại trừ hồng quang trên thân hình mấy con quái thú này có thể đem hàn quang bài xích ra bên ngoài thì cho dù là các lão quái vật này cũng không dám đi nếm thử dù chỉ một chút mà đám người Hàn Lập sớm đã thối lui cách đông khẩu hơn 2-30 trượng, chỉ có thể đứng xa xa nhìn mà thôi. chương 484, Hóa thân phù giữ bổ thiên đan. Ngay thời điểm cực kỳ quan trọng này, đột nhiên man hồ tử ở giữa không trung đột nhiên quay đầu chừng mắt nhìn về một góc, trên khuôn mặt mang theo một tầng xương lạnh lớn tiếng quát. Kẻ nào ở đó mà giả thần giả quỷ, lăn ra ngay ra cho đại gia. Hắn nói xong lập tức dâu tóc đều dựng lên đánh một quyền tới, một cái bàn tay màu vàng khổng lồ đột nhiên hiện ra giữa không trung, không chút chỉ hoãn hướng đến nơi đó mà đánh tới. Phanh một tiếng truyền đến, một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở nơi đó đỡ lấy một kích của bàn tay màu vàng kia mà không hề bị vỡ nát ra. Tiếp theo một bóng người màu trắng chậm rãi xuất hiện bên trong màn hào quang đó. Là ngươi, tinh cung, mấy tiếng kinh hô từ hai phía chính ma truyền ra, man hồ tử và vạn thiên minh hơi biến sắc. Tinh cung chấp pháp trưởng lão từ lúc nào lại bắt đầu lén lén lút lút như vậy. Các ngươi không phải nói là mãi mãi sẽ không vào trong nội điện sao sắc mặt cực âm tổ sư rất khó coi chất vấn trước tiên. Khổ, vận khí thật là quá xấu, không nghĩ đến ngày mà hư thiên đỉnh hiện thế lại có động tĩnh lớn như vậy. Trong khi phòng ngự hàn khí lại bị xảy tay một chút, kết quả khiến cho man huynh phát hiện ra. Xem ra man đạo hữu đúng là người có tu vi đệ nhất vị bạch y trưởng lão này cũng không có trả lời câu hỏi của cực âm sư tổ mà ngược lại đứng tại chỗ nhìn man hồ tử chậm rãi nói. Thân sắc trên mặt hắn không hề loạn chút nào, dường như người đang lẩn trốn không phải là hắn. Thấy như vậy cực âm sư tổ tự nhiên là giận dữ trong lòng, nhưng với danh tiếng của tinh cung thì hắn cũng không dám chủ động công kích đối phương. Về phần đám người vạn thiên minh dường như cũng cố kỵ như vậy, chỉ ở trên không trung nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhất thời khiến cho tại đây yên tĩnh vô cùng. Không đúng, còn có một người nữa chứ. Cẩn thận trông chừng huyết ngọc chi thù và hàn lập. Lão giả nho sam từ lúc trưởng lão tinh cung này hiện thân tới nay vẫn dùng tay xoắn hàm dâu trầm ngân điều gì đó lúc này thấy được đối phương hàm hàm hồ hồ cực kỳ đáng ngờ. Không khỏi hướng đến xung quanh quan sát, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, tức giận hô lớn lên. Hàn lập vốn đang lui ra xa nghe được những lời ấy không khỏi ngẩn cả người ra. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ được chuyện gì đang xảy ra thì bên cạnh tế đàn lại bắn ra hai đạo bạch hồng. Chúng phát ra bạch quang nóng rực kèm theo tiếng kêu bén nhọn thê lương phân biệt hướng hàn lập và huyết ngọc chi thù mà bay đến. Sau đó tại vị trí đó mới xuất hiện thân ảnh một vị trưởng lão áo trắng khác sắc mặt hàn lập bổng nhiên trắng bạch ra nhanh quá thật sự là quá nhanh khi bạch quang trước mắt chợt lóe lên thì đây là ý niệm duy nhất trong đầu của hàn lập phản ứng mà hắn còn làm chính là đem ngọc như ý đang cầm trong tay hướng đến trước ngực liều mạng cản lại phanh một tiếng hai tay hàn lập rung mạnh một chút trong nháy mắt mất đi chi giác tiếp theo trước ngực nóng lên thân hình bay thẳng ra ngoài nhất thời bên tai của hàn lập chỉ còn là tiếng gió và âm thanh mắng chửi của đám người man hồ tử Đến khi thân hình Hàn Lập ngừng thối lui thì lưng hắn lại truyền đến một trận đau nhức. Thân thể hắn đã dán lên trên vòng bảo hộ cách đó không xa, trực tiếp dính lên đó rồi từ từ trượt xuống. Ồ, oh, một âm thanh nghi hoặc phát ra từ miệng của trưởng lão tinh cung vừa mới phóng ra đạo bạch hồng kia. Hắn nhìn về phía Hàn Lập đã bị đánh văng ra ngoài kia, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bị pháp bảo quán nhật kiếm của hắn đánh chúng ở khoảng cách như vậy mà lại không bị chém ra thành hai đoạn, xem ra khẳng định là có bảo vật nào đó hộ thân. Bất quá cũng không có quan hệ, bởi vì một thanh phi kiếm khác đã có hiệu quả. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn lên trên tế đàn. Thân thể huyết ngọc chi thù lúc này đã bị đạo bạch hồng kia cắt thành hai đoạn, máu tươi chảy chưa kịp chảy xuống đất đã bị kiều lam băng diễm đông cứng lại. Hai con dị trùng hỏa mãng kia căn bản không cách nào kéo hư thiên đỉnh lên được. Thấy tất cả như vậy, bạch y trưởng lão này mới cực kỳ hài lòng phất tay hướng đến hai đạo bạch hồng kia đồng thời thu lại sau đó hướng đến đám người chính ma sắc mặt đang xanh mét kia tươi cười một cách quỷ dị mấy lão quái nguyên anh kỳ này đều bị người kia thu hút sự chú ý vốn không kịp phản ứng đã bị người này đánh lén hàn lập cùng huyết ngọc chi thù lúc này thấy thân thể huyết ngọc chi chu kia bị chém nứt đôi sắc mặt mỗi người đều giận dữ vô cùng hai mắt như bốc hỏa man hồ tử kia lại càng không hề cố kỵ mở miệng mắng to lên hai tay vỗ một trường kim quang trên người bốc lên bộ dáng muốn ra tay nhưng trong tiếng cười nhạt Ánh sáng trắng trong hai tay của lão giả Tinh Cung mới ra tay kia lóe lên, biến thành từng điểm sáng sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ để lại một đạo phù màu vàng từ trên không trung rơi xuống. Một màn như vậy cũng xuất hiện trên người Bạch Y trưởng lão đang ở trong màn hào quang. Cũng là tinh quang màu trắng, thân thể của hắn cùng với nụ cười từ từ tan biến trước mắt các lão quái kia, ở tại chỗ cũng xuất hiện một đạo phù màu vàng giống y như vậy. Tinh Cung hóa thân phù, cũng không phải là chân thân đến đây quả thật là chịu bỏ ra chút tiền vốn. Cứ như vậy, sau này muốn tìm bọn họ tính sổ cũng không làm được sự tức giận của man hồ tử nhanh chóng giảm xuống, dị sắc trong mắt chấp động không ngừng thì thảo tự nói. Mà sắc mặt đám người chính ma cực âm, vạn thiên minh kia đều rất khó coi. Nhìn chằm chằm vào đạo phù vàng kia sau khi rơi xuống đất liền tự bốc cháy biến mất, một chút đồ vật nào cũng không có để lại. Trong một góc bí mật tại tầng thứ năm, có hai gã bạch y lão giả đang khoanh chân ngồi trong bóng tối đồng thời mở hai mắt ra. Lần này thật may mắn, nếu không Hư Thiên đỉnh có thể đã bị bọn họ đoạt được một người trong đó chậm rãi nói, trên mặt mang theo vẻ may mắn. Bất quá, hóa thân bị bọn họ phát hiện sớm, nếu không sau khi Hư Thiên đỉnh xuất hiện có thể thừa dịp bọn họ dây dưa kiềm chế lẫn nhau, chúng ta lại âm thầm ra tay bất ngờ, rất có thể sẽ đoạt được bảo vật này về âm thanh của người còn lại có chút lạnh lẽo, trong lời nói còn có chút ý tứ tiếc nuối. Ha ha, làm người không thể tham quá, có thể phá hoại được lúc chính mà đoạt bảo này đã xem như là kết quả không tồi rồi chờ cho tinh cung chúng ta trải qua nguy cơ lần này ngày hư thiên điện hiện lên lần sau thì hư thiên đỉnh còn không phải là vật của tinh cung chúng ta sao người thứ nhất không hề để ý khẽ cười nói nói thì không sai nhưng hai người chúng ta có thể đợi được ngày đó không thật muốn nhìn một chút bổ thiên đan có thần kỳ như vậy hay không có thể bồi bổ linh căn bất thuần thật sự là khó mà tưởng tượng được thanh âm lạnh lùng kia nói đúng là thật đáng tiếc bất quá người có tuổi thọ như ta cho dù là có được bổ thiên đan tựa hồ cũng đã quá muộn nhưng buồn cười chính là không biết ai lại đưa ra lời đồn đãi nói bổ thiên đan có thể gia tăng tuổi thọ, có hiệu quả đột phá bình cảnh của nguyên anh kỳ, làm cho rất nhiều lão quái vật nguyên anh kỳ đều tin là thật. bọn họ cũng không hề nghĩ đến nếu có vật thần kỳ như vậy thì lục đạo cùng phong bà tử nhất định sẽ đến nơi này. bất quá loại đan dược này đối với tu sĩ kết đan kỳ ngưng luyện củng cố nguyên anh rất có ích, chỉ là luyện hóa đan dược này thật sự là chuyện không dễ gì người đầu tiên mang theo sự trào phúng nói. hư Tu sĩ kết đan kỳ có năng lực tới đây sao? Huống hồ chi những người này đều giống như ta, đều là hạng người tu luyện không biết bao nhiêu năm cũng không thể tiến thêm một bước nào. Bọn họ đặt toàn bộ hy vọng lên Bổ Thiên Đan có danh tiếng không nhỏ kia, điều này cũng là chuyện dễ hiểu. Nếu không phải mấy năm trước lão cung chủ tinh cung chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể lấy được một quả. Ta đối với vật ấy mãi không quên, người còn lại nghe xong những lời này cũng không hề lên tiếng nữa, dường như hiểu được chỉ có thể cam chịu việc này mà thôi. Chúng ta đi nhanh thôi, mấy lão quái vật không chừng thẹn quá mà hóa giận đi tìm chúng ta, như vậy thì thật là phiền phức lớn. Lần này bọn họ tức giận cũng không ít chút nào. Câu này vừa nói ra, trong bóng tối an tĩnh trở lại, cũng không còn âm thanh nào truyền ra. Dường như hai người này đã rời khỏi. Hai người tinh cung suy đoán không có sai, người bên chính mà đan ảo não vô cùng, trên mặt buồn bực và không biết phải làm gì. Bất quá bọn họ đều là hạng người xảo trá và quỷ quyệt, rất nhanh khôi phục trở lại biết được cho dù có tiếp tục tức giận tinh cung cũng không thể làm được gì ngược lại hai bên còn đang rằng co trên không trung thân hình hàn lập cũng ở bên dưới màn hào quang kia một lần nữa ổn định lại thân hình liền bay lên không lúc này hắn đang kinh hãi nhìn hai tay của chính mình máu chảy đỏ hai tay hổ khẩu bị đánh cho rách tơi tả nhưng ánh mắt của hắn lại không nhìn vào đó mà ngược lại nhìn vào ngọc như ý đang nắm chặt trên tay hắn mà hiện tại vạn thiên minh đang ở trên không trung ho khan một tiếng bộ dáng muốn nói điều gì đó với mấy người bên ma đạo. Cùng lúc đó, hỏa mãng của cực âm tổ sư rốt cục cũng không cầm cự được, sau khi kêu lên một tiếng đồng thời nhả ra, đem thân thể trở về nguyên trạng. Hư thiên đỉnh bắt đầu rung động một trận, phát ra tiếng ông ông sau đó cấp tốc hạ xuống. Một màn này khiến cho mấy người bên chính ma không kềm được cúi đầu nhìn xuống. Ngay cả vạn thiên minh đang mở miệng chuẩn bị nói cũng không ngoại lệ. Sắc mặt của cực âm sư tổ lại càng thêm lạnh lùng, nhìn cảnh này trong mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng. Nhưng lại có việc xảy ra ngoài ý muốn. Trong quá trình hạ xuống của hư thiên đỉnh không biết bị cái gì kích thích độ nhiên ông lên một tiếng như rồng gầm, sau đó một tiếng sấm trầm muộn vang lên, một đạo hào quang ngũ sắc từ bên trong lam hỏa bắn ra, bay lên trời. Bổ thiên đan đám người hai bên chính mà đồng thời hô lớn lên tên của vậy ấy, trong thanh âm mang theo sự vui mừng lẫn sợ hãi. chương 485, Nguyên Anh Hiện Vật ấy vừa xuất hiện nhất thời tạo nên một trận đại loạn trên bầu trời. Vốn những người này đã có ý muốn bắt tay giảng hòa, lập tức hóa thành mấy đạo quang hồng bay vụt tới đạo hào quang ngũ sắc kia. Nhưng được nửa đường thì những đạo độn quang này đột nhiên đan vào một chỗ, ai cũng không thể tiến lên được một bước nào. Trong lúc nhất thời quang mang bắn ra, ma khí loạn vũ, trình độ kịch liệt vượt xa lúc trước mấy lần. Mà hào quang ngũ sắc kia vẫn lơ lửng phía trên động khẩu, không hề nhúc nhích, dường như chỉ cần đưa tay ra là lấy được. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, một viên thuốc lớn chừng một tấc đang chậm rãi chuyển động ở giữa vòng hào quang. Mỗi khi chuyển động một vòng thì hào quang lại thu vào lóe ra một cái, giống như là nó có tính mạng. Làm cho đám người trinh ma kia nhìn thấy mà trong lòng nóng như lửa đốt. Đám người ô sử và huyền cốt sường như ngây dại ra, nhìn trận chiến đấu kịch liệt trên bầu trời. Ngu xuẩn, nhìn cái gì, còn không mau thu lấy bổ thiên đan trong tay của ô sử đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng của cực âm sư tổ ô sử nghe những lời này nhất thời giật mình tỉnh ngộ vội vàng hóa thành một đoàn hắc khí nhằm thẳng đạo hào quang ngũ sắc kia mà chạy đến ngay lúc này thì huyền cốt cũng ra tay bất quá lần này hắn không phải nhắm đến bổ thiên đan mà là hai tay nhoáng lên hai quái xà màu xanh bay ra từ trong tay áo ra nhằm thẳng phía sau lưng ô sử mà đánh tới ô sử cũng vô cùng cảnh giác mặc dù quái xà màu xanh kia vô thanh vô tức công kích tới nhưng vẫn bị hắn nhận ra nhất thời hắn không tiếp tục bay về phía trước kinh sợ chuyển thân hình vội vàng đón đỡ. Người tìm chết, dám tập kích ta, ô sử không thể áp chế được lửa giận trong lòng, huyền âm ma khí gào thét tản ra bốn phía, hướng đến huyền cốt mà vây lấy. Hắc hắc huyền cốt cười lạnh vài tiếng, cũng không hề lên tiếng đồng thời biến ảo ra quỷ khí màu xanh âm trầm phóng tới đón. Man hồ tử, con cháu của ngươi đang làm gì? Cực âm sư tổ thấy được một màn ô sử bị cản trở kia không nhịn được tức giận quát hỏi man hồ tử. Làm gì, đương nhiên là ngăn cản ngươi đoạt lấy bổ thiên đan. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đều là người trong ma đạo thì bổn đại gia sẽ đem bổ thiên đan này cho ngươi đoạt lấy sao? Man hồ tử vừa biến ảo ra một bàn tay vàng thật lớn công kích vạn thiên minh, vừa ha hả cười nói. Ngươi, cực âm sư tổ bị những lời này làm cho mặt mày trắng bệch ra. Man hồ tử nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là tuyên bố giải thể việc liên thủ của đám người ma đạo, bổ thiên đan nếu ai có năng lực thì đều có thể tranh đoạt bất quá chuyện này cũng là chuyện phát sinh sớm hay muộn mà thôi hư thiên đỉnh không có đi ra chỉ có một viên bổ thiên đan hiện thế tự nhiên mọi người đều muốn đoạt đến tay không chỉ nói đến người bên ma đạo mà ba người bên chính đạo ở đối diện lúc này đều có tâm tư riêng cực âm tổ sư cùng man hồ tử đấu võ mồm rõ ràng là lãng phí thời gian trong lòng hắn đã quyết định cố tình để cho thiên đô yêu thi biến ảo đi ra ngoài đoạt lấy bổ thiên đan kia nhưng công pháp của lão giả gầy ốm ở đối diện cũng vô cùng quỷ dị chỉ cần bên này thả ra một yêu thi thì đối phương dường như đã biết trước, lập tức cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát thân ra được. Điều này khiến cho hắn đối với lão giả gầy ốm và man hồ tử thống hận mà nghiến răng kèn kẹt. Kỳ thực không riêng gì một mình cực âm sư tổ, tình hình của mọi người còn lại đều giống nhau. Một bên trăm phương nhìn kế cuốn lấy đối thủ, một bên vắt óc suy nghĩ phương pháp khác đoạt lấy bảo vật. Nhưng đáng tiếc những người ở nơi này đều là những kẻ vô cùng xảo quyệt, ai cũng không có cách nào đoạt được như mong muốn dù sao thì quấn lấy đối phương so với thoát khỏi đối thủ thì đơn giản hơn nhiều trong khi các tu sĩ nguyên anh kỳ hỗn chiến trên bầu trời không ai chú ý đến vẻ mặt phức tạp của hàn lập vốn đang đứng trước vòng bảo vệ vừa rồi bị trưởng lão tinh cung một kiếm xuyên tim mà không chết điều này khiến cho chính hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn dù sao thì hắn chính là vừa chân thật đón một đòn công kích pháp bảo của tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng chờ hắn hồi phục lại tinh thần hướng đến trước ngực nhìn lại mới phát hiện là do hoàng lân giáp của man hồ tử cứu quần áo bên ngoài sớm đã tiêu biến quá nửa chỉ có bên trong là ngân quang lập lòe vị trí bảo giáp bị chúng kiếm lõm vào một chút nhìn đến đây thì hàn lập âm thầm cảm thấy may mắn may mà hắn biết được ở hư thiên điện này nguy hiểm vô cùng sau khi dùng thần thức kiếm tra qua bảo giáp này có điều gì không ổn liền mặc vào hiện tại quả nhiên đã cứu mạng nhỏ hắn một lần bất quá hàn lập lại rõ ràng một điều công thần lớn nhất đón đỡ bạch hồng công kích kia chính là phiến ngọc như ý hai màu hồng hoàng này ngay khi hắn miễn cưỡng huy động Ngọc Như Ý đón đỡ công kích thì hắn mơ hồ nhìn thấy từ bên trong Ngọc Như Ý lộ ra một bàn chân soi màu bạc, chính nó đã gió nhận quá nửa uy lực của đạo công kích bạch hồng kia. Nếu không, cho dù là Hoàng Lân giáp phòng ngự mặc dù kinh người nhưng cũng không có khả năng đón đỡ một kích này mà bình yên vô sự. Đến lúc đó cho dù là hắn không bị xuyên thủng thì thân thể cũng bị thương nặng. Hàn Lập muốn cẩn thận nghiên cứu công hiệu chân chính của Ngọc Như Ý, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt không thể làm gì hơn là phải thu vào bên trong túi chữ vật. Lúc này hắn mới cảm thấy được sự đau nhức ở trên hổ khẩu. Hàn lập nghiến răng một cái, bạch quang chơ lóe lên trên hai tay, lấy mắt thường cũng có thể thấy được vết thương đang bắt đầu khép lại. Đồng thời, hắn cảnh giác nhìn lên trận chiến trên bầu trời và thi thể huyết ngọc chi thù bị chết thảm kia. Trong mắt hàn lập chợt lóe lên sự thương cảm và âm trầm. Đột nhiên hai hàng lông mày nhích động, khuôn mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn đi dọc theo đài cao, muốn yên lặng bay xa ra khỏi chỗ này. Dựa vào trí nhớ kinh người của mình, Hàn Lập tin tưởng chỉ cần cơ quan khôi lỗi không có phóng nhanh ra như trước, hắn hoàn toàn có thể dựa theo đường cũ mạo hiểm quay lại tầng 1. Điều này so với phải đứng tại chỗ bị các lão quái nguyên anh kỳ này hí lộng vẫn tốt hơn nhiều. Dù sao huyết ngọc chi thù hắn xuất ra đã chết thảm, giá trị lợi dụng hoàn toàn biến mất, hắn đã không còn hộ thân phù, cũng không thể đem mạng nhỏ phí thác lên sự cao thượng của đối phương được. Tính mạng của mình phải do chính mình nắm giữ là tốt nhất. Huống hồ chi hư thiên đỉnh cũng không có lấy ra thành công, mấy lão quỷ này cuối cùng không có được bổ thiên đan nhất định sẽ lửa giận tích cả bụng, 89 phần 10 là sẽ đem hắn ra chút giận. Nghĩ như vậy, động tác của Hàn Lập lại càng bí ẩn, không một tiếng động bay đi. Nhưng vừa mới bay ra xa hơn 10 trượng, chuẩn bị không để ý hết thảy mà bắt đầu ra tốc thì bên tai lại vang lên thanh âm của một người. Hàn Lập, người muốn đi đâu? Thanh âm của huyền cốt không lớn, rất bình tĩnh mà lạnh lùng nhưng cũng đủ để cho đám người cực âm sư tổ trên bầu trời nghe rất rõ nhất thời đám người cực âm sư tổ man hồ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái thân hình của hàn lập bị kiềm hãm lại không khỏi đứng im tại chỗ huyền cốt thì không nói tới nhưng hàn lập đã chứng kiến qua tu sĩ nguyên anh kỳ ra tay cũng không có chút tự tin nào có thể tránh thoát một kích toàn lực của mấy lão quái vật này dù sao để phá vỡ màn hào quang ở lối vào cũng cần có chút thời gian nhiều đó thôi cũng đủ để cực âm diệt hắn mấy lần rồi Nhìn thêm đá có thể thấy được mơ hồ ở phía xa xa kia, Hàn Lập cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là phải quay trở về chỗ cũ. Thấy như vậy, Huyền Cốt vẫn dùng thần thức giám sát Hàn Lập trên khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn đối phó với ô sử rõ ràng là rất dễ dàng, nhưng cũng không thoát khỏi người này để đoạt lấy bổ thiên đan, không biết lại có chủ ý quái quỷ gì. Điều này khiến cho Hàn Lập một lần nữa quay trở lại hung hăng nhìn hắn một cái, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Man hồ tử, người mà còn không để cho bổn môn chủ rời khỏi thì đừng trách ta dùng thiên la chân lôi vạn thiên minh mắt thấy hào quang ngũ sắc cách đó không xa nhưng chỉ cần vừa muốn phóng qua là bị man hồ tử dùng bàn tay vàng to lớn kia hung hăng đánh bay ngược trở lại liên tiếp nhiều lần như vậy không thể bay đến mà phải lùi về phía sau hắn rốt cuộc thẹn quá hóa giận bắt đầu uy hiếp thiên la chân lôi cực âm và thanh dịch sợ vật ấy nhưng bổn đại gia muốn xem thử nó lợi hại như thế nào chỉ sợ đạo hữu không nỡ để cho tại hạ mở rộng tầm mắt man hồ tử nghe xong lời này đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lại cười lạnh nói. Hiển nhiên không tin đối phương lại dùng đến bảo vật này. Tốt tốt, là do man hồ tử ngươi bức bổn môn chủ, cho ngươi thấy qua sự lợi hại của thiên la chân lôi này. Vạn thiên minh sắc mặt xanh mét dường như đã bốc hỏa, dùng ánh mắt tham lam nhìn đạo hào quang ngũ quang kia một cái sau đó hung dữ nghiến răng nói. Tiếp theo hắn không hề trần chờ vỗ lên thiên linh cái, kết quả một trận âm thanh vang lên, một mảng tử quang từ trên đỉnh đầu hắn thấu phát ra, sau đó một hình trẻ con trần chuồng khoảng hai tấc xuất hiện trên đỉnh đầu chừng ba thước. Đứa trẻ này cả người trắng nón, được tử quang quấn quanh, càng ngạc nhiên hơn là tướng mạo và dung nhan giống hệt vạn thiên minh. Trong tay đứa trẻ đó cầm một viên châu màu tím, trong suốt ôn nhuận. Nguyên Anh xuất khiếu, vạn thiên minh người thật muốn thần hồn câu diệt, man hồ tử vốn thần sắc đang không quan tâm nhất thời đại biến, đôi mắt phóng ra tinh quang âm u nếu như không đoạt được bổ thiên đan đại hạn của bản thân đồng dạng cũng đến chết sớm một chút và chết chế một chút có gì khác nhau nhiều lắm là man đạo hữu giúp cho tại hải thoại nguyện vậy một âm thanh hàm hồ từ phía đối diện truyền đến người nói chuyện chính là đứa trẻ được bao bọc trong tử quang kia nhưng chỉ mấy lời như vậy đã khiến cho nó phải thở dốc dường như là phải cố hết sức mà thân thể của vạn thiên minh ngay lúc đứa trẻ con kia hiện ra đã sớm nhắm hai mắt không hề nhúc nhích giống như là người không hề biết gì Chương 486, đan dược chi tranh. Hừ, ta giúp, ngươi nghĩ tốt đẹp vậy sao? Ngươi không sợ ta đem Nguyên Anh của ngươi luyện hóa sao? Ngay cả Luân Hồi cũng không có Man Hồ Tử nhìn chằm chằm vào Nguyên Anh của Vạn Thiên mình, lạnh lùng nói: "Các hạ nếu có được thần thông bực này, tính mệnh của tại hạ chẳng phải đã nằm trong tay của đạo hữu?" Bất quá Man đạo hữu nên tự đánh giá lại, có thể tiếp được chân lôi của bổn môn chủ rồi hãy nói tiếp. Sau khi đứa trẻ Hàm Hồ nói xong liền cầm một trong hai quả lôi hoàn trong lòng bàn tay ném ra. Vật ấy vừa rời khỏi lòng bàn tay của đứa trẻ liền lập tức nổ tung ra, hóa thành một đạo ánh sáng tử sắc lớn như bánh xe, khí thế hung hăng hướng đến man hồ tử mà bay đến. Hai hàng chân mày của man hồ tử thẳng đứng lên, lộ ra vẻ mặt tức giận vung bàn tay vàng của mình lên hung hăng đánh lên ngực của chính mình hai quyền. Kết quả là trên đỉnh đầu có âm thanh vang lên, sau đó kim quang bắn ra bốn phía rồi cũng xuất hiện một đứa trẻ con da màu vàng nhạt. Dung nhan của đứa trẻ này giống với man hồ tử, thân cao hơn hai tấc, so với vạn thiên minh dường như cao lớn hơn một chút. Nhưng mắt của nó lại nhắm nghiền, hai tay ôm lấy một thanh tiểu thuẫn không buông. Thuẫn bài này hình tròn, tinh xảo vô cùng, tại trung tâm thuẫn bài có một viên tinh thạch trong suốt lớn khoảng hạt đậu, tinh quang bắn ra bốn phía. Chí thấy tử sắc quang đoàn bay đến trước người, Nguyên Anh này vẫn không mở hai mắt ra nhưng bộ dáng như đã biết được. Nó huy động tiểu thuẫn trong tay một cái, một màn hào quang xanh nhà từ trong thuẫn bài bắn ra, đem toàn thân man hồ tử bảo vệ lại tử sắc quang diễm không chút khách khí đánh lên trên quang thuẫn. Đám người thiên mộ tử, cực âm ở một bên thấy được hai người này ngay cả Nguyên Anh đều xuất khiếu khiến cho trong lòng hoảng sợ vô cùng, biết được hai người này muốn liều mạng rồi. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên trong không trung, màn hào quang trên bầu trời đều bị biến thành màu tử hồng, một lôi vân lớn hơn 10 triệu đột nhiên xuất hiện, đem man hồ tử bao phủ vào bên trong, mưa gió không lọt. Lôi điện màu tím trong đám mây điên cuồng đánh loạn, âm thanh vang lên liên tục, lôi quang chói mắt, trong nháy mắt đan sen vào một chỗ giống như là ngày thiên phạt phủ xuống kinh khủng như lôi thần giáng thế mấy người khác nhìn thấy như vậy trong lòng sợ hãi không thôi sớm đã nghe nói qua thiên la chân lôi lợi hại nhưng cũng không nghĩ đến lôi điện nó phóng thích ra lại kinh khủng như vậy bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy quả nhiên là cực kỳ đáng sợ không hổ với danh tiếng bất quá bọn họ bên này kinh hãi uy lực của thiên la chân lôi kia công kích trên tay không khỏi hung ác thêm vài phần mà nguyên anh của vạn thiên mình căn bản không nhìn đến man hồ tử đang bị lôi vân vây khốn, mà dùng bàn tay nhỏ bé di động một cái, nhát thời trên tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm tử sắc. Tử quang lóe lên, nguyên anh và tử kiếm đồng thời biến mất. Sau một khắc khi chúng xuất hiện trở lại thì chỉ cách đạo hào quang ngũ sắc kia chừng 4 năm trượng mà thôi. Nguyên anh ngử kiếm, bốn người đang giao chiến sắc mặt đồng thời biến đổi, đây không phải là sai lầm của thị giác do tốc độ quá nhanh tạo nên, mà là trực tiếp thuấn di chân chính cũng là năng lực đặc thù của tu sĩ Nguyên Anh kỳ sau khi Nguyên Anh xuất khiếu thoát ly khỏi thân thể. Bất quá loại độn thuật kỳ diệu này lại là một loại công pháp tổn hao bổn mạng nguyên khí vô cùng. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ mặc dù mỗi người đều có khẩu quyết này nhưng cũng không dễ dàng thi triển ra. Hiện tại Vạn Thiên Minh lại dùng đến, bảo sao không khiến cho trong lòng bọn họ căng thẳng lên được. Cực âm và lão giả Nho Sam không hẹn mà cùng bỏ qua đối thủ, vội vàng quay người về phía Bổ Thiên Đan bay mà đi đối thủ của bọn họ là thiên mộ tử và lão giả gầy ốm đồng thời liếc mắt nhau một cái chẳng biết vì sao chỉ là hư trương thanh thế thả ra mấy cái tiểu pháp thuật không có toàn lực ngăn cản hai người rời đi kể từ đó cực âm cùng thanh dịch cư sĩ tự nhiên thuận lợi thoát khỏi sự dây dưa vội vàng vọt xuống phía dưới nguyên anh của vạn thiên minh không có quay đầu lại nhưng có thể biết được mọi chuyện phía sau trên khuôn mặt non nất hiện ra vẻ cười lạnh không hề tương xứng lấy khoảng cách của hắn lúc này thì chỉ sau một khắc bổ thiên đan kia chính là vật trong tay hắn bây giờ còn có ai có thể ngăn cản được hắn quả nhiên sau khi nguyên anh của vạn thiên minh một lần nữa chấp động liền xuất hiện bên cạnh đảo hào quang ngũ sắc tiếp theo huyễn hóa ra một bàn tay to màu tím đem hào quang ngũ sắc chộp vào trong tay hào quang ngũ sắc biến mất trong bàn tay khổng lồ kia chỉ còn lại một viên đan hoàn trong suốt lấp lánh ngũ sắc hiện trong lòng bàn tay trong lòng vạn thiên minh mừng như điên cực âm sư tổ cùng lão giả nho sam đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy hai mắt cực âm sư tổ như muốn phún hỏa gầm lên nói vạn thiên minh, người đem bổ thiên đan lưu lại cho ta. Một mảng lớn huyền âm ma khí từ trên cao giáng xuống, tiếp theo còn phóng ra vô số quang ti màu xanh, dày đặc không biết là bao nhiêu. Các người có thể vây khốn ta sao? Một tiếng cười trẻ con vang lên, tử quang sau khi bộc phát lên liền thuấn di thoát khỏi phạm vi bao phủ của thanh quang và hắc khí. Nguyên Anh đứng trên thân kiếm cách chỗ cũ hơn 10 trượng, vẻ mặt cười nhạo nhìn hai người. Nhưng loại tươi cười này của hắn vừa mới xuất hiện thì trong mắt chợt lộ ra sự sợ hãi, bộ dáng khó có thể tin đột nhiên hướng lên bầu trời nhìn lại. Kết quả khiến cho khuôn mặt non nớt của hắn tái nhợt vô cùng. Ở trên không trung, thân thể của vạn thiên minh không biết khi nào đã được người khác dơ lên cao. Mà thân hình cao lớn, kim quang cả người sáng chói kia, không phải là man hồ tử thì là ai. Chỉ là hắn hiện tại rất thê thảm, toàn bộ dâu tóc đều bị quân lại, quần áo cũng bị rách nát, có chút chật vật. Bất quá kim lân đầy người và vẻ mặt hung ác kia khiến cho người ta cảm thấy dữ tợn như ác thần không có khả năng, người sao lại có thể đi ra được. Vạn thiên minh không thể tin tưởng hướng về phía lôi vân nhìn lại, kết quả khiến cho khuôn mặt hắn hoảng sợ vô cùng. Tử sắc lôi vân có thanh thế lớn kia lại có thể biến mất vô ảnh vô tung, không còn bóng dáng một tia lôi điện nào. Hắc hắc, vạn môn chủ, chỉ có thể nói cho ngươi rằng vận khí của ngươi rất kém. Bản thân ta trước kia đừng giết qua một con lôi kình yêu thú, mặc dù lúc ấy bị thương không nhẹ nhưng lại có thể đoạt được khối hấp lôi thạch không bị tổn hao gì ở trong cơ thể nó. Thiên la chân lôi của ngươi mặc dù rất lợi hại nhưng sau khi bị hạt châu này hấp thu hơn phân nửa uy lực, còn có thể tổn hại đến ta sao? Nắm tay man hồ tử đưa lên, một viên tinh thạch tử quang lập lòe xuất hiện trên tay hắn, sau đó khẽ nhoáng lên một cái lại biến mất vô ảnh vô tung. Bây giờ bổn đại gia sẽ đếm đến ba, nếu ngươi không đem bổ thiên đan đến đây, ta sẽ phá hủy thân thể của ngươi. Hậu quả như thế nào ngươi tất nhiên là biết rất rõ. Man hồ tử căn bản không để cho vạn thiên minh thỏa thuận đường sống, một tay giữ lấy thân thể của hắn tay kia kim quang đại thịnh đặt lên trên đầu không có chút do dự nào vạn thiên minh kinh sợ vô cùng hắn rõ ràng trước khi nguyên xuất khiếu đã bố trí vài đạo cấm chế trên thân thể như thế nào lại rơi vào trong tay của đối phương điều này cùng với việc đối phương có hấp lôi châu đều khiến cho hắn khó lòng tin tưởng nổi nhưng hắn căn bản không có thời gian để suy nghĩ nếu thân thể thực sự bị hủy thì nguyên anh của hắn mới tu luyện đến trung kỳ nhất định sẽ hóa thành một làn khói xanh dù sao hắn cũng chưa tu luyện được, chỉ bằng vào nguyên anh cũng có khả năng ngao du khắp thế gian. Đây cũng là nguyên nhân mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ biết rõ sau khi Nguyên Anh xuất khiếu có thể thi triển một ít công pháp đặc thù có uy lực thật lớn, nhưng vẫn không dám để cho Nguyên Anh rời khỏi cơ thể. Nhưng Vạn Thiên Minh thấy Bổ Thiên đan trước mắt, thật lâu mà không cách nào thoát khỏi được sự dây dưa của Man Hồ tử, nhất thời lòng tham nổi lên đã phạm vào điều tối kỵ này. Hiện tại Man Hồ tử lại mang theo bộ dáng không cho hắn thỏa thuận điều này khiến cho trong lòng vạn thiên minh hối hận không thôi, cũng rất nhanh phân tích rõ ràng lợi hại trong đó. Bởi vậy khi đối phương hét lên một tiếng hai thì hắn liền cắn răng một cái, không hề trần chờ đem bổ thiên đan ném về phía man hồ tử. Từ lúc Nguyên Anh Vạn Thiên Minh ngự kiếm đoạt được bổ thiên đan đến lúc hắn bất đắc dĩ phải mang bổ thiên đan giao cho man hồ tử, thì chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Đôi mắt của man hồ tử lộ rõ sự hưng phấn, bay đến đem đạo hào quang ngũ sắc trước mặt cầm trong tay, sau đó không hề trần chờ dùng một ít lực đem thân thể của vạn thiên minh ném về một bên. Nhất thời thân thể kia hướng đến bức tường bảo hộ mà bay tới. Nếu như không có ai tiếp được thì sẽ bị nát ra từng mảnh. Vạn thiên minh thấy như vậy nhất thời hoảng hốt vô cùng, điều gì cũng không nghĩ vội vàng nhắn hướng thân thể kia bay đi. Cũng may mặc dù khoảng cách có chút xa nhưng nguyên anh ngự kiếm của hắn trực tiếp thuấn di, đảo mắt đã đuổi kịp ngăn cản lại. Mà man hồ tử lại nhân cơ hội đó mà hóa thành một đạo kim hồng trực tiếp nhắm hướng thềm đá chạy đi cũng không phải là ma hồ tử không muốn hủy diệt vạn thiên minh. Nhưng dù sao thì đối phương chính là người đứng đầu của vạn pháp môn, nếu như hạ sát thủ có thể nói chính thức cùng với chính đạo không đội trời chung. Mà phong bà tử của vạn pháp môn chính là đệ nhất tu sĩ bên chính đạo mà hắn không thể địch lại, hắn không muốn phải bị đuổi giết ngày đêm không ngừng. Hiện tại đại địch của hai bên chính ma dù sao cũng là tinh cung, hắn tự nhiên chỉ cần đoạt lấy linh đan này vào tay. Ngoài ý muốn thấy được man hồ tử đoạt được bổ thiên đan lại có bộ dáng muốn chạy trốn khỏi hư thiên điện. Thiên ngộ tử, lão giả gầy ốm tự nhiên không chịu buông tay, lập tức bắt đầu khởi động độn quang đuổi sát theo sau, mang một bộ dáng quyết không thể bỏ qua. Cực âm cùng lão giả nho sam sau khi ngẩn ra liền liếc mắt nhau một cái, cũng không cam lòng mà đuổi theo. Chỉ là cực âm tổ sư sau khi biến thành một đám mây đen bay qua đầu của Hàn Lập và ô sử thì lạnh lùng nói một câu. Ô sử, ngươi và Hàn Lập thành thật ở lại nơi đây, không nên lộn xộn, bổn tổ sư trong chốc lát sẽ quay trở lại, hai con yêu thi này tạm thời cho ngươi sử dụng nói xong những lời này, hai con yêu thi liền xuất hiện hai bên trái phải của ô sử, sau đó cực âm sư tổ trong nháy mắt phá không bay đi, không còn nhìn thấy bóng dáng. Cứ như vậy, mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ đuổi sát theo sau man hồ tử, trước sau phá vỡ bức màn bảo vệ trên thềm đá, điên cuồng đuổi theo nhau. Ngay cả vạn thiên minh vừa mới phụ thể cũng nghiến răng hóa thành một đạo tử quang đuổi theo chương 487, ô sử chi tử. Ô sử khi vạn thiên minh đoạt được bổ thiên đan, thì sớm đã ngừng dây dưa cùng với huyền cốt. Hắn cũng không phải là kẻ ngu, rõ ràng cảm nhận được huyền cốt không phải chỉ mạnh hơn hắn nửa phần, hơn nữa dường như đối với huyền âm đại pháp hiểu rất rõ. Mỗi một lần công pháp công kích đều bị nhẹ nhàng hóa giải, đối phương căn bản không tốn chút khí lực nào. Điều này khiến cho ô sử rất khiếp sợ, nhưng sau khi hai con thiên đội yêu thi hiện ra, trong lòng ô sử tự nhiên vui vẻ vô cùng thực lực của mỗi con yêu thi so với một tu sĩ kết đan trung kỳ chỉ mạnh hơn chứ không kém. Hiện tại lại có được hai con, Huyền Cốt cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của hắn được. Hắn tự nhiên muốn nhân cơ hội này giáo huấn đối phương một phen. Bởi vậy, sau khi mấy lão quái kia trước sau rời khỏi, hắn lập tức cười rộ lên, dùng một ánh mắt hài hước nhìn về phía Huyền Cốt. Huyền Cốt nhìn về phía lối ra ở thạch đài, lại quay đầu lại nhìn ánh mắt không chút hảo ý kia của Ô Sử cùng với hai con yêu thi. Trên khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên nở một nụ cười. "Hàn Lập, người này chính là hậu nhân duy nhất của Cực Âm. Ta nếu giết hắn, nói vậy Cực Âm hẳn sẽ phải khó chịu một chút chứ?" Hắn quay mặt lại nhìn Hàn Lập mà nói. Hàn Lập nghe xong liền ngẩn ra, nhưng thần sắc lập tức lại khôi phục lại như cũ, chỉ là dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Huyền Cốt, cũng không có trả lời câu hỏi này. Ô Sử ở một bên nghe được những lời đó, liền có chút hoài nghi và bắt đầu cảnh giác, trên mặt đầy sự nghi ngờ nhìn về phía Hàn Lập. Đồng thời hai con yêu thi bên cạnh hắn không biết là nhận được mệnh lệnh gì, chơ lóe lên liền biến mất không thấy nữa. Hàn lập, ngươi cùng hắn sớm đã có cấu kết, trách không được của bảo ngọc như ý kia lại bị hắn đánh đến bên ngươi. Hiện tại ngươi đem nó giao ra đây, đợi khi ra tổ trở lại sẽ quyết định chủ ngân của nó đôi mắt ô sủ sau khi chuyển một cái liền nhìn hàn lập lạnh lùng nói. Nghe xong những lời muốn đoạt lấy bảo vật này, trong lòng hàn lập không nói gì, Rõ ràng thằng nhãi này cảm thấy hắn không còn giá trị lợi dụng cho nên không còn cố kỵ như lúc trước, thậm chí những điều này có thể do cực âm trước khi đi phân phó cho hắn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên một cái. Các phi kiếm trong cơ thể đều nhích động có chút muốn thoát ra thử sức một chút. Nhưng trong lúc này Huyền Cốt đã ra tay trước một bước. Chỉ thấy hắn khoát tay một cái, một đầu thanh sắc quái xà từ trong tay áo bay ra, hướng đến một chỗ không có ai mà đánh một cái. Phanh một tiếng trầm muộn truyền đến tiếp theo một cái bóng xanh lộ ra, đúng là một con yêu thi. Thiên đô yêu thi, cực âm cũng có thể tế luyện ra nhiều như vậy. Khóe miệng huyền cốt khẻ nhếch một cái khinh thường nói. Nhưng hai tay hắn lại không có chút nào ngừng lại, bắt một pháp quyết, lục xà nhanh chóng quấn quanh thân thể yêu thi mấy vòng. Sau đó huyền cốt nhanh chóng điểm nhẹ một cái, một đóa hoa sen màu lục chợt xuất hiện trên người yêu thi, đóa sen hóa lớn, lá sen liền đem cả yêu thi bao phủ vào bên trong. Ô sử thấy vậy trong lòng kinh hãi, vội vàng thúc giục pháp quyết muốn đem yêu thi thoát ra, nhưng không biết vì sao sau khi bị hoa sen này bao phủ lấy thì đã liên lạc với hắn, không thể tiếp tục khu động được nữa. Điều này, cả người ô sử chảy mồ hôi lạnh, đang muốn huy động một con yêu thi khác thì huyền cốt ở đối diện liền lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn. Trên mặt ô sử trượt lóe lên vẻ tức giận, vội vàng xuất ra một mảng lớn ma khí bảo hộ toàn thân, đồng thời hắn hé miệng ra, một thanh tiểu kiếm màu đen bay ra nhắm về phía huyền cốt ở đối diện mà chém đến tốc độ vừa nhanh vừa gấp, trên mặt huyền cốt lại mang theo một tia trào phúng, mười ngón tay chợt trở nên sắc bén vô cùng, móng tay màu bích lục dài ra gần một tấc, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Tiếp theo hắn không vội vàng đánh xuống một chảo, thanh tiểu kiếm kia liền bị hắn nắm trong tay, không hề phản kháng được. Ô sử có chút không dám tin vào điều mà hắn đang nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch vội vàng triệu hồi tiểu kiếm. Huyền cốt hung hăng nắm chặt quỷ chảo không buông tha, tiểu kiếm nguyên lúc đầu vẫn không ngừng lay động nhất thời hắc khí tản đi, phảng phát như bị mất đi linh tính. Cùng lúc đó, ô sủ bị hao tổn bổn mạng pháp bảo sắc mặt không khỏi trắng bệch, hé miệng phun ra một ngụm máu đen. Không thể nào, ngươi, trên mặt ô sủ tràn đầy khiếp sợ, nhưng hắn chỉ nói ra được vài từ thì thân hình huyền cốt lại tiến về phía trước, quỷ thủ được lục khí bao quanh nhanh như tia chớp đánh về phía trước một chảo. Ô sủ sợ đến nỗi căn bản không nói được gì, huyền âm ma khí toàn lực gào thét một tiếng ninh đón, đồng thời đưa tay vào bên trong áo, muốn lấy ra bảo vật nào đó một màn quỷ dị xuất hiện ánh sáng hắc lục của quỷ chảo giữ tợn đối diện nhanh chóng biến đổi lục khí trong nháy mắt biến thành một màu đen nhánh tiếp theo dường như không hề có vật gì ngăn cản quỷ chảo này xuyên thủng tầng huyền âm ma khí đang ngăn cản trực tiếp cắm thẳng vào bụng của ô sử ô sử kinh hãi cúi đầu nhìn vào quỷ chảo dưới bụng trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được nhưng sau khi đôi môi run, run run vài cái trong tiếng cười âm lãnh của huyền cốt thì bị vô số lục hỏa bao phủ vào bên trong một người sống đảo mắt một cái đã biến thành đống cho tàn còn rơi xuống một chiếc khăn màu đen, một chiếc nhẫn cùng với một túi chữ vật. Mà mất đi thần niệm của chủ nhân điều khiển, sau lưng huyền cốt một trường hắc quang chợt lóe lên, một con thiên đô yêu thi khác liền hiển thị ra thân hình. Nhưng hai mắt nó lúc này vô thần, ngơ ngác đứng bất động tại chỗ, hoàn toàn giống như vật chết. Nhìn đến đây, trong lòng Hàn Lập Dùng mình, đối với lão ma này sinh ra sợ hãi càng lớn. Lão ma này nói biết được nhược điểm của Huyền Âm Đại Pháp, cũng không phải là lời nói dối gạt. Ô sử kia dùng huyền âm ma khí cùng động thủ với hắn thật đúng là ngay cả một điểm phản kháng cũng không hề có. Bất quá đối phương lại nhắm vào lúc này tiêu diệt ô sử là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không sợ đã thảo kinh xà sao? Cảm giác được ô sử chết đi đã như là đem hắn cột chung lên một chuyến xe, không thể không giúp hắn đối phó cực âm. Hàn lập tự đánh giá trong lòng, đồng thời một tay đã nắm lên đồng hoàn cổ bảo ngũ sắc kia. Nếu như là đối phương muốn động sát khí với hắn, nói như vậy phải tranh đấu với lão ma này một phen. Lúc này huyền cốt đã mang những đồ vật ô sử rơi xuống thu lấy, sau đó tựa cười mà không cười nhìn hàn lập. Lo lắng điều gì, người mau đưa một con huyết ngọc chi thù khác phóng ra đi. Những tên kia mặc dù bị man hồ tử dẫn đi nhưng nói không chừng sẽ một lần nữa quay trở lại. Người chẳng lẽ không muốn bảo vật bên trong hư thiên đỉnh sao? Lời huyền cốt nói ra khiến cho hàn lập chấn động, đôi mắt chấp động không thôi. Hắn cẩn thận đề phòng lên, bí mật có một con huyết ngọc chi thù khác cũng bị huyền cốt phát hiện ra. Con huyết ngọc chi thù khác, linh thú của ta không phải bị trưởng lão tinh cung giết chết rồi sao? Hàn Lập không biết vì sao đối phương lại biết được việc này, tự nhiên không dễ dàng gì thừa nhận. Hắn nhìn lên thi thể con huyết ngọc chi tê, tê ủ chết đã lâu trên tế đàn, phủ nhận nói. Hừ, tiểu tử, ta không có thời gian để lãng phí với ngươi. Thành thật nói cho ngươi biết, năm đó ta từng tìm được một đôi huyết ngọc chi thù, bắt lấy chúng nó đưa cho tên nghịch đồ cực huyễn nuôi dưỡng, vốn đợi cho cấp bậc chúng nó cao thêm một chút liền đem hai con yêu thú này đến hư thiên điện đoạt bảo. Không nghĩ được tên nghịch đồ này gặp phải ám toán mà gặp đại nạn. Mà ngươi nếu đã có ngọc giản kia nói vậy huyết ngọc chi thù nguyên do cực huyễn nuôi dưỡng không phải cũng có. Nhưng sợ rằng ngươi không biết, huyết ngọc chi thù phi thường kỳ lạ, mặc dù sinh ra số lượng lớn trứng nhưng trong đó chỉ có hai trứng là có sự sống, còn lại đều là trứng chết. Mà hai trứng kia nhất định là một đôi thư hùng, bởi vì huyết ngọc tri thù chỉ có khi thư hùng thành đôi thì mới có thể thăng cấp đây là do năm đó ta tự mình quan sát cuộc sống của huyết ngọc tri thù một thời gian rất lâu mới có thể có được kết luận này dù sao chỉ có biết được tập tính của chúng nó mới có thể giúp nó tiến cấp chuyện này năm đó ngay cả cực huyễn nuôi dưỡng huyết ngọc tri thù cũng không hề biết nhất định vẫn còn một con khác bây giờ ngươi hãy mau mang nó ra đi huyền cốt chừng mắt nhìn hàn lập nói nhanh một hồi khiến hắn cứng lưỡi lại hàn lập thật ra có chút ngẩn ra việc này hắn thật sự một chút cũng không hề biết, xem ra năm đó bộ hài cố năm màu kia 89 phần 10 là cực huyễn kia. Bất quá công pháp của Việt Hoàng có được từ huyền âm đảo kia, cùng với cực huyễn có quan hệ gì đây? Hàn lập trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng sau khi liếm môi liền bất động thanh sắc trả lời. Không sai, ta còn có một con huyết ngọc chi thù khác, nhưng tại sao phải giúp ngươi lấy hư thiên đỉnh ra? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý đem bảo vật phân chia cho ta một nửa sao? động tĩnh khi hư thiên đỉnh sắp đi ra kinh thiên động địa như vậy thì mấy tên tu sĩ nguyên anh kỳ khác liền có thể cảm ứng được lập tức quay trở lại nơi đây sợ là chúng ta chết còn nhanh hơn huống hồ chi vừa rồi còn có hỏa mãng nghiệp trợ huyết ngọc chi thù mới có thể kéo được hư thiên đỉnh lên bây giờ ta có lấy ra con huyết ngọc chi thù khác ra thì khả năng thành công cũng không được bao nhiêu cả nói những lời này thì thần sắc hàn lập rất bình tĩnh mặc dù hắn đối với bảo vật trong hư thiên đỉnh động tâm vô cùng nhưng lại cố nén lửa nóng cùng với sự hưng phất trong lòng lại tự biết mình phải làm gì hắn không muốn vì tham lam mà ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của mình được bây giờ lập tức chạy trốn khỏi đây mới là lựa chọn tốt nhất suy nghĩ đến đây hàn lập không hề do dự nữa không đợi cho huyền cốt trả lời thanh quang trên người hắn liền chấp động lên muốn phi độn chạy đi nhưng huyền cốt ở phía đối diện tựa hồ sớm đã nhìn ra tâm tư của hàn lập bởi vậy hắn đột nhiên nói ra một câu khiến cho thân hình của Hàn Lập vừa mới bay lên liền bị kiềm hãm lại. Chương 488, bảo đỉnh tái hiện. Hàn tiểu tử, ngươi không muốn ngừng kết nguyên anh sao? Công hiệu lớn nhất của Bổ Thiên Đan thật ra là tẩy luyện tiên thiên linh căn của tu sĩ kết đan kỳ, làm cho tu sĩ dễ dàng tiến vào nguyên anh kỳ hơn mà thôi, đột nhiên Huyền Cốt lạnh lùng nói. Tẩy luyện linh căn, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử ba tuổi sao? Thế gian này có loại linh dược nghịch thiên như thế sao? hàn lập im lặng trong chốc lát mới xoay người lại nheo nheo mắt nói trên mặt hắn đều là thần sắc không tin hắc hắc có tin hay không tùy ngươi bất quá ngươi thật sự muốn bản thân sống lâu một thời gian như vậy thôi sao năm đó ta từng giam cầm qua một trưởng lão tinh cung dùng phương siêu hồn luyện phách mới có thể tìm được tin tức này về phần những truyền ngôn lưu truyền bên ngoài có thể đột phá bình cảnh nguyên anh kỳ tăng nhiều pháp lực và tuổi thọ đúng là giả dối bởi vì cung chủ tinh cung trước kia từng đoạt được một quả bổ thiên đan, cũng đã tự mình phục dụng. Mà ngươi đã có cửu khúc linh sâm, nếu như có thêm lực lượng của bổ thiên đan phụ trợ, có thể nói cơ hội ngưng kết nguyên anh đạt thêm tới 3-4 phần. Nếu như không tranh thủ cơ hội này mà đợi 300 năm sau. Khi đó cho dù ngươi có đoạt được bổ thiên đan thì linh đan cũng không phát sinh ra hiệu quả, bởi vì bổ thiên đan này sẽ không có dễ dàng luyện hóa như vậy. Cả quá trình tẩy luyện linh căn ít nhất phải cần hơn trăm năm mới có thể chính thức chuyển hóa hoàn toàn. Ngươi phải tự hiểu rõ chứ. Khóe miệng của huyền cốt khẻ nhếch lên, mang theo thần sắc bất cần, không nhanh không chậm nói. Tỷ lệ ngưng kết nguyên anh tăng thêm 3-4 phần. Hàn lập thật sự đã động tâm, dường như có thể nhìn được tâm tư của hàn lập, huyền cốt thản nhiên cười nói tiếp. Về phần ngươi nói sẽ tạo nên động tính quá lớn, điều này nên yên tâm. Bên trong đài cao này cho dù là có thiên băng điện liệt người ở bên ngoài chỉ có thể dùng hai mắt mới nhìn thấy, ngoài ra không cách nào dùng thần thức cảm ứng được bất kỳ điều gì dị thường ngươi cho rằng thượng cổ thiên cương cháo đại danh đỉnh đỉnh từ thời thượng cổ tại sao lại có danh tiếng như vậy mà vấn đề ngươi lo lắng một con huyết ngọc chi thù không cách nào thủ bảo thành công ngươi cũng đừng quên ta từng là sư phụ của cực âm cũng tu qua yêu quỷ chi đạo hắn có luyện thi thuật ta như thế nào lại không có chứ nói xong những lời này miệng huyền cốt khẽ hé phun ra một đám huỳnh quang lớn khoảng nắm tay hướng đến thi thể của huyết ngọc chi chu mà vào tới trong nháy mắt luồng sáng hóa thành một tảng lớn sương mù màu xanh nhạt đem thi thể bao phủ bên trong màn xương xanh này nhanh chóng bị thi thể hấp thu không còn một chút nào. Một lát sau, hai nửa thi thể vốn không nhúc nhích trật tự hợp lại. Tiếp theo lục quang đại phóng, một con huyết ngọc chi thù đầy đủ lảo đảo đứng lên. Nhìn một màn trước mặt, thần sắc trên mặt hàn lập vẫn như thường nhưng trong lòng lại sợ hãi vô cùng. Tu tiên giới thật sự là không gì là không có, thật sự có pháp thuật quỷ dị đem thi thể biến thành luyện thi. Luyện thi thuật của ta ra sao? Mặc dù yêu thi chi thù này thời gian hoạt động của nó không bao lâu, năng lực của nó so với lúc sống yếu hơn một ít nhưng phối hợp với con huyết ngọc chi thủ kia đoạt bảo hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi lấy ra bảo vật, bổ thiên đan bên trong đó một viên ta cũng không cần, tất cả để y có ngươi. Cổ bảo bên trong hư thiên đỉnh cũng phân cho ngươi một nửa, nhưng mà hư thiên đỉnh phải giao cho ta mới được. Giao dịch này ngươi cảm thấy thế nào? Huyền cốt thao túng yêu thi chi thủ kia đi lại vài bước, xoay mặt lại nhìn hàn lập tự tin nói. Hư, cho dù lời ngươi nói có phóng đại như thế nào đi nữa ta sao biết được một khi hư thiên đỉnh đi ra ngươi có trở mặt hay không? Dù sao thì tu vi và công pháp của ngươi đều cao hơn so với ta một tầng hàn lập đầu tiên là trầm ngâm một chút, sau khi dị sắc trong mắt chấp động, không chút khách khí nói. Huyền cốt sau khi nghe xong những lời này trong lòng ngược lại vui mừng vô cùng. Mặc dù khẩu khí của hàn lập có chút ương ngạnh nhưng rõ ràng đã có bảy tám phần đã thỏa hiệp, chỉ là muốn thỏa thuận một chút mà thôi. Vì vậy, huyền cốt cười khẽ vội vàng nói, hàn lập, người cũng đừng quá tự khiêm tốn, nếu ta đoán không sai thì nếu chân thật chiến đấu, khả năng thắng bại của hai chúng ta đều là 5 năm. Tuyệt không phải trong nữa khác là có thể phân ra sinh tử. Những người khác bất kỳ lúc nào cũng có thể trở lại, ngươi cho rằng ta sẽ cùng với ngươi dây dưa sao. Đương nhiên chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta đoạt bảo vật, bây giờ ta sẽ đem cách thức luyện chế cửu khúc linh sâm giao ra cho ngươi. Xem như là một chút thành tâm khi liên thủ cùng ngươi huyền cốt nói xong những lời này không hề do dự, Bàn tay vừa lộn liền có một khối ngọc giản cổ kính xuất hiện trên tay, sau đó phóng về phía Hàn Lập. Hàn Lập khoát tay một cái, ngọc giản phóng tới nhẹ nhàng nắm trong tay. Sau khi thanh quang chợt lóe một cái, bạch sắc ngọc giản bị một quang đoàn bao phủ vào bên trong. Huyền Cốt thấy bộ dáng cẩn thận của Hàn Lập chỉ là khẽ cười một tiếng cũng không có nói gì. Mà Hàn Lập bắt đầu dùng thần thức quét nhanh qua nội dung bên trong ngọc giản. Tuy hiện tại không có thời gian kiểm tra kỹ cách thức luyện chế trong đây là thật hay giả nhưng thoạt nhìn không giống như là ngụy tạo, bên trong quả thật có nói về linh dược cửu khúc linh sâm này. Cũng còn có hai ba loại dược tài phụ trợ Hàn Lập chưa nghe qua bao giờ. Hàn Lập sau khi đánh giá một hồi liền không khách khí đem ngọc giản thu vào trong túi chữ vật. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn huyền cốt bình tĩnh nói. Tốt, giao dịch này ta đáp ứng, bây giờ bắt đầu thủ bảo chứ. Nếu như đã quyết định ra tay, Hàn Lập sẽ không phải trì hoãn thêm nữa, chỉ làm cho nguy hiểm tăng thêm mà thôi. Lúc này hắn hướng vào túi linh thú vỗ một cái, một đạo bạch quang khác bắn ra, một con huyết ngọc chi thủ giữ tợn xuất hiện trước mặt hắn. Tốt trên mặt huyền cốt lộ ra vẻ hưng phấn, đi lên trên đài cao lệnh cho yêu thi chi thủ kia phun ra thủ võng, chuẩn bị tất cả sẵn sàng. Hàn lập bên này cũng tính táo ra lệnh cho huyết ngọc chi thủ phun ra bạch sắc thủ võng ở trên động khẩu hư thiên đình. Nhanh một chút đi, thời gian của chúng ta không có nhiều đâu. Mặc dù công pháp của ta có hạn chế, không cách nào thi triển ra cuồng bạo chi thuật, Pháp thuật phụ trợ có thể thi triển được một ít nhưng hiệu quả hơi kém một chút. Huyền cốt hướng đến huyết ngọc chi thù bên cạnh Hàn lập đánh một vài pháp huyết không giống nhau đồng thời giải thích cho hắn. Nhất thời con huyết ngọc chi thù tiến vào trong trạng thái cuồng bạo, trên người ngoài huyết sắc đỏ tươi như máu ra còn có hai màu xanh đen khác, quang mang không giống nhau lưu chuyển không ngừng. Thoạt nhìn có chút quỷ dị. Hàn lập hơi nhíu mày, không nói gì thêm dù sao nếu không có pháp thuật phụ trợ này thì huyết ngọc chi thù quả thật không thể kéo được hư thiên đỉnh. Sau đó huyết ngọc chi thù và yêu thi chi thù kia đồng thời gia tăng pháp lực, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ kéo lên. Đài cao lại chấn động kịch liệt, làm quang toát ra. Lần này không có lão giả nho sam làm phép hỗ trợ, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Hàn lập vôi vàng xuất ra một vòng bảo hộ hỏa thuộc tính quanh thân, đem linh tế phối phóng ra uy lực lớn nhất, cả người phảng phất như đang đắm chìm ở trong bạch quang. Thanh nguyên kiếm tuấn cũng được mở ra, một tầng mang thuần màu xanh xuất hiện phủ lên trên thân thể của Hàn lập, bên trong còn mơ hồ có thể nhìn thấy một ít màu vàng lẫn trong đó lục khí trên người huyền cốt cũng bành trướng lên quỷ khí nồng đậm đưa thân thể hắn bao vào bên trong đều đã chuẩn bị tốt mặc dù dưới sự ảnh hưởng của hàn khí hàn lập vẫn có chút lạnh đến tận xương nhưng dưới tình huống đem thanh nguyên kiếm quyết trên trong cơ thể toàn lực vận chuyển cuối cùng vẫn có thể chống cự được không bị đóng băng điều này làm cho hàn lập thấy rõ tu sĩ nguyên anh kỳ và tu sĩ kết đan kỳ có sự khác biệt rất lớn lão giả nho sam kia lúc trước chỉ là tiện tay lập nên một vòng bảo hộ đã đem hàn khí bài xích ra bên ngoài một chút lạnh cũng không có hàn lập thở dài một tiếng đem đại bộ phận tinh thần tập trung trên động khẩu một bộ phận nhỏ tự nhiên là coi chừng huyền cốt dù sao thì lão ma này nói cũng chỉ là lời miệng lưỡi mà thôi hắn vẫn phải hết sức cẩn trọng dưới sự cố hết sức của huyết ngọc tri thù cảnh ngư thiên đỉnh xuất hiện cũng giống như lúc trước nó được từng chút từng chút một kéo lên không biết vì sao so với lần trước hàn lập cảm thấy nó chậm hơn rất nhiều thù ti kia kia nhích động từng tấc một dường như tổn hao không ít thời gian điều này khiến cho trong lòng hàn lập cấp bách hơn nhiều vạn nhất mấy lão ma kia quay trở lại như vậy thì cực kỳ không ổn rồi huyền cốt bên trong lục khí tựa hồ rất chấn định bất quá theo lam quang trên động khẩu xuất hiện ngày càng nhiều trong mắt hắn dần dần xuất hiện sự cuồng nhiệt dưới sự chăm chú của hai người thời gian chậm rãi trôi qua hư thiên đỉnh được kéo lên ngày càng cao cũng không biết màn hồ tử đã dẫn đám lão quái vật kia đi đâu, thật sự vẫn chưa có quay trở về. Điều này khiến cho trong lòng Hàn Lập vẫn đang lo lắng cũng âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Đột nhiên, Hàn Lập và Huyền Cốt đang nhìn chằm chằm vào động khẩu, đồng thời bay lên không chung. Sau đó, ngọn lửa màu lam kia rốt cuộc cũng xuất hiện trên động khẩu, lam hoa thật lớn lan ra đem cả đài cao biến thành một thế giới băng lần nữa. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào bóng đen bên trong lam sắc băng diễm, trong lòng cực kỳ hồi hộp. Bảo Đình xuất hiện lần trước bởi vì hắn chú ý đến cử động của các lão ma nên cũng không có cẩn thận quan sát qua Bảo Đình. Bây giờ hắn mới có thể chân chính nhìn thấy chân diện mục của Bảo Đình này. Mặc dù chỉ lộ ra một bộ phận nhỏ nhưng bộ dáng của Hư Thiên đỉnh đã thu vào trong mắt của Hàn Lập. Chương 489, Thu đỉnh, Hư Thiên đỉnh hình cầu, cao khoảng 3-4 thước, rộng 2 đến 3 thước, cũng không tính là lớn. Trên đỉnh có một cái nắp đậy hình tròn, bốn phía có điêu khắc cây cối, các loài cá và thú vật khác nhau thoạt nhìn đơn giản vô cùng nhưng lại trông rất sống động. Thậm chí khiến cho trong đầu Hàn Lập cảm nhận được khí tức man hoang viễn cổ. Đỉnh này vừa mới xuất hiện khỏi động khẩu liền bắt đầu phát ra những tiếng vang rất nhỏ, âm thanh càng lúc càng lớn. Đồng thời lam sắc băng diếm vây quanh bảo đỉnh này cũng u u mấy tiếng, cao lớn hơn mấy lần. Hàn Lập và Huyền Cốt vốn đang đứng ở phụ cận động khẩu cơ hồ sắc mặt đồng thời đại biến, vội vàng bay ra ngoài chỉ thấy chu vi 10 trượng quanh tế đàn đều được ánh sáng màu lam kia chiếu sáng hoàn toàn bị đóng băng lại. Trừ quang diễm đang chấp động trên động khẩu kia ra chỉ còn con huyết ngọc chi thù và yêu thi chi thù ở gần động khẩu kia là đang hoạt động tự nhiên trong huyết quang thôi, tất cả những thứ khác đều hoàn toàn bị đóng băng lại. Hàn lập và huyền cốt nếu đi chậm một chút cũng nhất định sẽ bị đóng băng. Tế đàn lúc này dường như đang bị một màn thủy tinh màu xanh bao phủ vào bên trong. Vậy, làm thế nào mà lấy bảo vật? Hàn Lập nhìn thấy cảnh tượng đóng băng kinh người này không khỏi biến sắc, hướng đến huyền cốt hỏi. Loại cảnh tượng này tựa hồ ngay cả linh lực cũng muốn bị đóng băng, Hàn Lập tự nhiên không biết như thế nào mới có thể xuống tay thủ bảo. Không sao, ta tự có biện pháp thu đỉnh ra bên ngoài kiềm lam băng diễm này. Huyền hồn quỷ hỏa ta tu luyện cũng là vật chính âm chí Hàn, mặc dù không có nào so với băng diễm này nhưng để cách ly một đồ vật vẫn có thể làm được. Trong lúc đó, người nhân cơ hội này đem bảo đỉnh này ra khỏi động, sau đó thu lấy huyền cốt nhìn ngọn lửa màu lam kia, mắt không chấp nói, bộ dáng trịnh trọng cực kỳ. Mặc dù nói lạnh lùng như thế nhưng Hàn Lập lại từ trong đó nghe ra một tia hưng phấn. Thần sắc Hàn Lập không khỏi biến chuyển, đối phương lại chủ động đi đối phó với lam sắc băng diễm nguy hiểm cực kỳ kia, để cho hắn thu lấy bảo đình. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Khuôn mặt không khỏi mang theo sự cổ quái nhìn đối phương một cái. Nếu nói lão ma này có lòng tốt như thế, Hàn Lập tuyệt đối không tin. Nhưng đối phương lại nói như thế, tựa hồ không có vấn đề nào cả. Chẳng lẽ thu lấy hư thiên đỉnh này lại càng nguy hiểm hơn? Trong lòng Hàn Lập xuất hiện một tia nghi hoặc, đương nhiên, nếu huyền cốt đề nghị để đối phó với băng giếm kia mà cho hắn đi thu bảo, Hàn Lập lại càng không thể không đáp ứng được. Bởi vậy Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút, trong lòng quyết định đáp ứng. Bây giờ không phải là lúc rút tay về, tất cả chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi. Nếu chân thật thu lấy bảo đỉnh này có điều gì không đúng? hắn tự nhiên không muốn bảo vật này, trước tiên phải đảm bảo sự an toàn cho chính mình. Trong lòng quyết định như vậy xong, Hàn Lập hướng đến huyền cốt lơ đáng gật nhẹ đầu. Huyền cốt thấy như vậy liền mỉm cười với hắn, sau đó mắt hiện lên sự cổ quái và ngưng trọng nhìn Lam Diễm mấy lần, thân hình bắt đầu xoay tròn trên không trung. Quỷ khí quanh thân chuyển động theo, hình thành nên một cơn gió lốc màu xanh đường kính hơn trượt, âm khí dày đặc, ẩn ẩn bên trong đó có tiếng quỷ khóc thê lương truyền ra ngoài. Tiếp theo, gió lốc trực tiếp hướng đến màu lam tinh thể kia áp xuống. Oanh đùng một tiếng, gió lốc đang di động kia dường như bị đốt lên, liền biến thành một ngọn lửa, tạo nên một hỏa trụ cuộn cuộn cao vài chục trường. Hỏa trụ này không phải hồng cũng không phải trắng, màu sắc chuyển đổi qua lại giữa trắng và xanh, không có một tia ấm áp nào, ngược lại làm cho người ta cảm giác được lạnh lẽo vô cùng. Hàn lập mở to đôi mắt, nhìn kỹ hỏa trụ quỷ dị kia áp vào trong lam sắc băng phong. Trong nhát mắt, ba loại quang mang đan xen với nhau, truyền ra tiếng kim loại va chạm nhau rất khó nghe. Khiến cho hai hàng lông mày hàn lập không khỏi nhíu lại. Bất quá, đôi mày hàn lập vừa nhíu lại lập tức giản ra liền. Bởi vì hỏa trụ màu xanh đen kia thật sự tách ra được một cái thông đạo, nhắm đến Lam Diễm ở trung tâm tế đàn mà phóng tới. Thấy như vậy Hàn Lập cũng bắt đầu khẩn trương lên, tâm thần nhanh chóng cùng với con huyết ngọc chi thù kia liên hệ với nhau. Chỉ cần đối phương có thể đem hư thiên đỉnh và kiềm Lam băng Diễm tách ra hắn sẽ lệnh cho huyết ngọc chi thủ phát lực rốt cuộc hỏa trụ dưới sự thúc giục của huyền cốt cũng đi đến được động khẩu. Đối mặt với lam sắc băng diễm đang lưu chuyển kia, nó chỉ dừng lại trong chốc lát liền bạo liệt ra, trong nháy mắt hỏa trụ biến thành một bông sen lớn mảy xanh, đem cả băng diễm cùng hư thiên đỉnh ở bên trong mà bao phủ lấy. Nhìn như vậy trong lòng hàn lập trượt cả kinh, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là huyền cốt chẳng lẽ đã đổi ý, muốn độc chiếm hư thiên đỉnh. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cầm đồng hoàn ngũ sắc kia vào tay, trở nên dị thường cảnh giác nhưng một màn phát sinh tiếp theo khiến cho trong lòng Hàn Lập an tâm hơn trở lại. Bởi vì sau đó, hoa sen thật lớn kia đem lam sắc băng diễm tách ra ngoài, mà hư thiên đỉnh kia lại giống như là hư ảo, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Chống ngực Hàn Lập đập nhanh hơn, trên mặt vì hưng phấn quá mà nhuốm màu hồng. Hắn một bên thầm than công pháp của huyền cốt thần diệu, một bên tâm niệm vừa chuyển phân phó huyết ngọc chi thù liều mạng dùng sức. Thù ti lúc đầu đang căng thẳng kia lập tức phát ra âm thanh sau một trận rung động kịch liệt thì kỳ tích liền xuất hiện. Bảo đỉnh thoạt nhìn như nặng ngàn cân kia lại dưới sự lôi kéo liều mạng của huyết ngọc chi thù liền bắn về phía Hàn Lập, chợt như trở nên nhẹ bóng. Hàn Lập đầu tiên là vui vẻ, sau đó trong lòng dùng mình. Hắn không dám dễ dàng mạo hiếm, vội vàng dương hai tay lên, một kiếm quang màu xanh từ trong lòng bàn tay bắn ra, nhưng tại nửa đường liền lập tức biến đổi, hóa thành hai sợi dây ở hai bên bảo đỉnh, sau đó đồng thời phát lực nhất thời đỉnh lô cách hàn lập ở ba bốn trượng liền dừng tại chỗ. Thấy có thể khống chế nhẹ nhàng hư thiên đỉnh, hàn lập ngược lại cảm thấy có chút gì đó không đúng. Hắn mơ hồ hiểu được, thu bảo thuận lợi như vậy khẳng định là cùng với kiềm lam băng diễm cách rời với bảo đỉnh này có quan hệ rất lớn. Bất quá ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên trong đầu hắn mà thôi. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều kiếm khí đã biến thành sợ dây kia đã rung lên, bảo đỉnh lúc này đã được một đạo chân nguyên màu xanh bao quanh, chậm rãi bay về phía hắn. Tiếp theo một trận chú ngữ trầm thấp vang lên, hư thiên đỉnh bên trong thanh quang nhanh chóng thu nhỏ lại, chậm rãi rơi vào bên trong bàn tay hắn. Hết thảy đều thuận lợi như vậy, một chút ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện. Hàn lập dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ lên trên đỉnh, vẫn không dám tin tưởng rằng bảo đỉnh được xưng là đệ nhất bảo vật tại loạn tinh hải này lại tới tay hắn. Đỉnh này không phải là giả chứ. Hàn lập ngưng thần nhìn vào tiểu đỉnh lớn khoảng nắm tay, trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ cổ quái như vậy. Nhưng lúc này, một trận cuồng tiếu cắt đứt ý nghĩ quái dị này trong đầu hàn lập. Ha ha, kềm lam băng Diếm, huyền hồn âm tỏa, ích tà thần lôi, ba thứ cuối cùng cũng ở cùng một chỗ, quả nhiên có thể dung hợp lại làm một. Như vậy ta có thể tu luyện thành tu la thanh hỏa trong truyền thuyết. Quả nhiên không có sai, ha ha, đó rõ ràng chính là âm thanh của huyền cốt, chỉ là tiếng cười của hắn lúc này tràn ngập sự tực đắc và mừng như điên. Hàn lập nghe xong như vậy trong lòng trầm xuống, không biết vì sao trên người lại bắt đầu có chút phát lạnh hai tay hắn nắm chặt tiểu đỉnh, nheo hai mắt lại nhìn đến huyền cốt mặt không chút thay đổi. Kết quả nhìn thấy khiến cho Hàn Lập hơi kinh hãi, hoa sen màu xanh đen kia sớm đã biến mất không còn bóng dáng. Tên tay hắn thay vào đó là cầm lấy một cái quang cầu có đường kính khoảng một thước. Quang cầu này vừa nhìn cũng có hai màu xanh đen nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tại trung tâm quang cầu có một ngọn lửa màu lam đang cháy trong đó. Mặc dù bên ngoài có một tầng lục hắc bao phủ nhưng vẫn có bộ dáng muốn xông ra bên ngoài. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là bên ngoài quang cầu thỉnh thoảng vẫn có dòng điện đen nhánh, không ngừng bắn ra xung quanh, cũng không ngừng phát ra tiếng sấm rất nhỏ. Sắc mặt Hàn Lập thay đổi, chẳng lẽ chủ ý chính thức huyền cốt lão ma chính là không đợi cho Hàn Lập cẩn thận tự đánh giá ý nghĩa của một màn trước mắt này. Quang cầu trong tay của huyền cốt từ từ bay lại về phía Hàn Lập, cách Hàn Lập chừng 10 trượng thì ngưng di chuyển, ánh mắt hắn rơi lên trên tiểu đỉnh Hàn Lập đang nắm chặt trong tay. Tốt lắm, người cũng đoạt được hư thiên đỉnh rồi, Xem ra kế hoạch của ta không có sai điều gì, Huyền Cốt nhìn hư Thiên Đình, trong mắt lộ ra sự cổ quái. Hàn Lập nghe xong lời này hừ một tiếng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Huyền Cốt nhưng lại không có lên tiếng. Nhìn vẻ mặt của Ngôi Tựa Hồ đã đoán được điều gì. Mặc dù ta rất muốn giải thích cho ngươi một chút nhưng ngươi lại phải lập tức chết đi. Thời gian của ta đã không còn nhiều lắm, để cho ngươi làm một con quỷ hồ đồ, trong lòng càng thoải mái hơn một chút, Huyền Cốt thản nhiên cười nói. Trong lòng Hàn Lập chấn động đối phương có ý đồ giết người đoạt bảo rất rõ ràng. Hắn lúc này không muốn lãng phí miệng lưỡi tìm hiểu nguyên do, hơn nữa cũng không muốn nói lời thừa, sắc mặt trầm xuống ra tay trước. Khoát tay một cái, năm vòng đồng ở trên tay lập tức bay ra ngoài, ánh sáng mở chợt lóe lên sau đó không còn nhìn thấy bóng dáng của nó nữa. Sau một khắc chúng nó chỉnh tề xuất hiện lên trên cổ và tứ chi của lão ma. chương 490, ích tà thần lôi và tu la thánh hỏa. Chói, hai tay hàn lập bắt pháp quyết, không trần trừ điều khiển cổ bảo. Ngay tức thời năm vòng đồng nhanh chóng nhỏ lại, khóa chặt cổ và tay chân của lão ma huyền cốt. Hắc hắc, ngũ hành hoàn, cái cổ bào này tuy cũng coi như là một loại có tên tuổi khá lớn nhưng đối với tu sĩ dị linh căn, tu vi cách xa tu vi của tu sĩ sử dụng và tu sĩ bàng môn tả đạo như chúng ta căn bản chẳng có tác dụng gì. Huyền cốt tuy bị ngũ hành hoàn siết chặt nhưng mặt lại lộ vẻ chế nhạo nói. Sau đó hắn quả nhiên sử dụng tay như bình thường, vỗ lên quang cầu đang ở trước ngực bề ngoài quang cầu chấp lóe một trận bục một tiếng tự động nứt ra một cái lỗ to lam quang ở trong đó lưu chuyển không ngừng tiếp theo một ngọn lửa thật dài phun ra ngọn lửa này cực kỳ thông linh sau khi nhẹ nhàng cuốn lấy cổ và tứ chi của huyền cốt thì ngũ hành hoàn nguyên bản siết chặt trong nháy mắt bị một tầng băng tuyết dày đông lại sau đó thân hình lão ma vặn vẹo một cách khó tin đinh đang âm thanh thanh thúy liên tiếp vang lên ngũ hành hoàn giống như vật chết từ trên rơi xuống thạch đài tâm tình của hàn lập trầm xuống không chút suy nghĩ liền hé miệng, bảy thanh tiểu kiếm từ trong liên tiếp bay ra, sau đó tụ hợp nhau lại tạo thành một thanh cự kiếm, nhanh chóng chém xuống người huyền cốt. Lão ma thấy vậy, trên mặt lộ suốt một tia ngưng trọng. Hắn đưa hai tay bao lấy quang cầu, vết nước trên đó lại to thêm vài phần, từ trong phun ra một mảng lớn lam sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt hỏa diễm hóa thành một con băng long ngũ trảo, thân thể lóe lên hàn quang, trong suốt lấp lánh, hai móng vuốt phía trước ngân cản cự kiếm, rồi không chút khách khí phun ra luồng khí màu xanh lam, công kích lên thân kiếm, quang hoa của cửa kiếm liền ảm đạm trên mặt kiếm lờ mờ xuất hiện một lớp băng và bắt đầu trở nên chậm chạp. âm âm thanh sấm sét vang lên, mấy đạo hồ điện kim sắc xuất hiện trên thân của cửa kiếm hung hăng công kích về phía băng long đẩy lùi nó ra xa mấy trượng giúp cửa kiếm phá tan vòng kìm kẹp. còn muốn chạy, bản thương nhân đã dự đoán được pháp bảo kim lôi trúc này của ngươi chắc chắn không còn nhiều ích tà thần lôi. ta xem ngươi hôm nay có thể phát động được bao nhiêu lần. huyền cốt hé miệng cười ác độc nói. Sau đó lão ma chỉ về phía băng long, ra lệnh nó tiếp tục công kích về phía cự kiếm. Hàn lập nghe xong lời đó, trong lòng không khỏi khẽ động. Mặc dù đối phương làm ra vẻ như không có gì nhưng hắn vẫn lờ mờ cảm giác được dường như đối phương vẫn có một tia ý tứ sợ hãi đối với ích tà thần lôi. Tuy nhiên Hàn Lập cũng chẳng có thời gian ngẫm nghĩ vấn đề đó mà vội vàng xạ ra một đạo pháp quyết màu xanh lên thân cự kiếm. Tiếp theo hắn điểm chỉ, cự kiếm liền lay động dữ dội một trận, hóa ra thêm hai thanh cử kiếm giống đúc như bản thể, đó chính là chiêu kiếm ảnh phân quang thuật trong thanh nguyên công pháp. Hai thanh cử kiếm đồng thời bắn ra nhưng đạo điện hồ kim sắc to lớn, trực tiếp nghênh đón băng long, thanh còn lại thì lóe lên, chém về phía huyền cốt. Gì, huyền cốt khẽ thốt lên kinh dị, việc hàn lập vẫn còn thừa sức để phát động ích tà thần lôi lớn như vậy khiến lão ma có chút ngoài ý muốn. Đồng thời cũng kinh ngạc khi thấy chiêu thức kiếm ảnh phân quang thuật có thể biến ra thêm hai thanh cử kiếm thật sự. Nhưng thần sắc sửng sốt kia lập tức tiêu biến, Hắn không nhanh không chậm vỗ lên quang cầu trong tay, làm sắc băng diễm lại phun ra thêm lần nữa. Lần này băng diễm đột nhiên chấp động vài cái trước người lão ma, sau đó hóa thành băng thuẫn hình tam giác trực tiếp ngăn chặn thế đột kích của cửa kiếm. Điện hồ kim sắc và lam quang trên mặt băng thuẫn va chạm vào nhau, không cái nào chịu nhường cái nào, trong chốc lát hình thành thế rằng co. Hàn lập thấy vậy, không những không hoảng hốt mà còn vui mừng. Điều này chứng tỏ ích tà thần lôi không có cách nào khắc chế lam sắc băng diễm nhưng đồng dạng lam sắc băng diễm cũng chẳng làm gì được ích tà thần lôi. Về phần tiếp theo sau ai có thể áp chế được ai thì tự nhiên phải xem uy lực của mỗi thứ như thế nào mới được. Nghĩ tới đây Hàn Lập liền vỗ vào túi chữ vật ở bên hông, một cái áo khoác màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trên thân hình. Mặc dù hắn vẫn chưa rơi vào bước đường cùng nhưng vẫn phải chuẩn bị tốt một số đường rút. Tiếp theo Hàn Lập không chút trần chữ hai tay chập lại, thần sắc trở nên trịnh trọng. Bùm, bùm một tràng âm thanh sấm sét vang lên, ở giữa hai bàn tay xuất hiện một quả cầu màu vàng nhạt, trên mặt điện hồ không ngừng chấp lóe. Quả cầu này chỉ to khoảng vài tấc nhưng sau khi được hàn lập điều động ích tà thần lui còn sót lại trong cơ thể liền lập tức bành trường lên vài lần, trong nháy mắt đã to khoảng vài thước. Phía đối diện huyền cốt đang thao túng kiền lam băng diễm, muốn dùng một kích phá tan hai thanh cự kiếm nhưng thấy màn này, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ khó tin hắn thực sự không thể tin cảnh đang xảy ra trước mắt mình, hàn lập vẫn còn có năng lực hình thành nên lôi cầu lớn như thế. đối phương rút cuộc là có bao nhiêu thanh phi kiếm chế từ kim lôi trúc. trong lòng hắn thấp thỏm bất an, phải biết rằng lão mà đột nhiên trở mặt là vì hiểu rõ giết hàn lập chẳng phí bao nhiêu sức lực ngay cả khi hắn vừa mới thu được lam sắc băng diễm nguy lực cực lớn này. Mặc dù vừa mới đắc thủ và chưa bị luyện hóa để dung hợp thành tu la thánh hỏa nhưng dưới sự áp chế của huyền hồn âm hỏa và ích tà thần lôi, trung quy lão ma cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Ích tà thần lôi có thể chống lại công kích của lam sắc băng diễm và huyền cốt đương nhiên biết hàn lập có phi kiếm chế từ kim lôi trúc cũng đồng dạng phóng xuất được loại thần lôi đó. Thế nhưng ngay cả như vậy, việc đưa hàn lập vào chỗ chết cũng chẳng phải là điều không thể. Bởi vì theo dự tính của lão ma thì ích tà thần lôi của hàn lập đã dùng gần hết. Dù may mắn còn một ít nhưng tuyệt đối không quá nhiều, do đó không có khả năng ngăn cản được lam sắc băng diễm. Với lại cũng chẳng ai có khả năng có nhiều pháp bảo luyện chế từ loại tài liệu hy hữu đó. Thế nên số lượng phi kiếm mà Hàn Lập có khiến Huyền Cốt thực khó có thể tin tưởng nổi. Ít tà thần lôi mỗi khi phóng ra bao nhiêu thì mất đi bấy nhiêu, nếu không có thời gian bồi dưỡng thì sẽ không có đủ thần lôi. Huyền Cốt nói thế nào đi nữa cũng sẽ không tạo cơ hội cho Hàn Lập làm việc này. Về phần tên nghịch đồ cực âm hắn tuy rất thống hận nhưng sau khi đoạt được lam sắc băng diễm và thấy nó có khả năng trợ giúp tu thành tu la thánh hỏa thì dã tâm của huyền cốt đột nhiên nổi lên nếu thực sự thành công thì việc xưng bá tại loạn tinh hải cũng không phải là việc không có khả năng và người có pháp bảo kim lôi trúc như hàn lập tự nhiên là đối tượng hắn cần phải tiêu diệt đầu tiên dù sao ích tà thần lôi thủy trung vẫn là khắc tinh của những tu sĩ chuyên tu quỷ đạo như hắn cộng thêm việc về sau hắn cấu kết với man hồ tử thì chẳng cần hàn lập xuất thủ tương trợ cũng có thể dễ dàng diệt được cực âm Hàn Lập khi bắt đầu dùng điện hồ trên hai thanh cửa kiếm công kích, thể hiện uy lực không nhỏ cũng đã khiến Huyền Cốt có chút ngoài ý muốn. Hiện tại lại thấy trong tay Hàn Lập xuất hiện một quả lôi cầu to lớn như vậy thì Huyền Cốt có chút mộng mị. Điều này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của lão ma đối phương chỉ là một tên tu sĩ kết đan sơ kỳ mà lại có pháp bảo kim lôi trúc nhiều không đếm xuể, khiến Huyền Cốt thực sự rất hối hận, một bụng tràn đầy sự kinh hãi và khó tin. Rốt cuộc tên này có bao nhiêu pháp bảo chế từ kim lôi trúc? Sự nghi hoặc nan giải đó đã trở thành tòa núi lớn, nặng nề đè lên tâm tình của lão ma. Ngay lúc Huyền Cốt đang ngẩn ngơ thì quả cầu điện hồ trong tay Hàn Lập đã to lên khoảng vài thước, bay lơ lửng cách đầu của hắn vài tấc, âm thanh vù vù đinh tai nhức óc. Lão ma liền hồi phục tinh thần nhưng sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. So với lôi cầu này thì Ích Tà Thần lôi lúc trước căn bản chẳng thấm tháp vào đâu. Tốt rất tốt, mặc dù ta không biết ngươi vì sao có nhiều pháp bảo kim lôi trúc nhưng từ ngày ngươi có nó thì ngươi đã được sắp đặt trở thành kẻ tử địch của tu sĩ chuyên tu quỷ đạo như chúng ta. Hôm nay bản thượng nhân sẽ để cho ngươi kiến thức một chút lợi hại của tu la thánh hỏa. Huyền cốt cắn răng nói, hiện tại hắn đã lâm vào thế cưỡi trên lưng hổ, chuẩn bị đem ba loại năng lượng hợp thành tu la thánh hỏa trong truyền thuyết. Hy vọng mượn sức nó để tiêu diệt ích tà thần lôi của hàn lập, triệt để xóa đi mối hỏa tâm phúc. Đương nhiên bí thuật tạo nên tu la thánh hỏa trong thời gian ngắn rất nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng bị phản phệ nhưng Huyền Cốt hiện giờ cũng bất chấp. Hắn tuy còn có nhiều thủ đoạn khác để từ từ triệt tiêu thần lôi của Hàn Lập, hoặc có thể tạm thời sử dụng bí thuật và pháp bảo tạo ra vòng bảo hộ chống lại nhưng thời gian hắn có thực không nhiều, hoặc dứt khoát để cho Hàn Lập rời đi, hoặc dứt khoát tiêu diệt Hàn Lập trước khi người khác quay lại. Vì thế hắn cắn răng, đem quang cầu ném ra, tiếp theo hai tay quay tiết như bánh xe từng đạo từng đạo pháp quyết không ngừng xả vào quang cầu trước mắt. Trong nháy mắt quang cầu trở nên linh hoạt, làm sắc hỏa diễm ở trong nhanh chóng quay tròn, huyền hồn âm hỏa và hắc sắc điện hồ ở bên ngoài lại quay theo hướng ngược lại. Một lát sau cả quả cầu phát ra hào quang chói mắt. Tiếp theo một âm thanh trầm thấp vang lên, vô số tia lửa màu xám trắng cực kỳ lạnh lẽo phun ra với khí thế long trời lở đất đánh về phía Hàn Lập. Thần tình Hàn Lập ngẩn ra, sắc mặt phát lạnh. Hắn tuy chưa bao giờ nghe qua cái gì là tu la thánh hỏa nhưng cũng biết loại hỏa diễm này chỉ có hơn chứ không kém lam sắc băng diễm kia. Vì thế thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng, hai tay rung lên, không hề tiếp tục đưa thần lôi vào trong quả cầu ở phía trên nữa mà mười ngón tay điểm điểm, bắt các loại pháp quyết, từ trong miệng vang lên những âm thanh chú ngữ dì rầm. Lôi cầu kim sắc bắt đầu dài ra, trong nháy mắt hóa thành một cái điện võng, hình thành một tầng điện quang bảo vệ hàn lập từ đầu đến chân sau đó hỏa diễm màu xám trắng kia không khách khí công kích lên bề mặt của điện võng. Nhất thời kim quang, bạch quang đan sen, quấn lấy nhau, tiếng nổ như sấm sét đồng thời vang lên.